Như vậy thì khi mà quá trình mà Huy tìm hiểu ấy, thì luôn luôn mình đặt trong đầu là nó là cái gì. Bao nhiêu anh chị em chúng ta quan tâm rằng nó là cái gì thì comment xuống là tôi đúng không ạ? Comment tôi nếu anh chị em cũng đang thắc mắc giống như Huy, nó là cái gì. Đấy. Khi mà chúng ta hiểu rõ Temu là cái gì rồi thì lúc đó chúng ta mới đánh giá nó là tốt hay là xấu. Nếu mà tốt thì chúng ta chia sẻ, đúng không ạ? Còn nếu mà không tốt thì sao ạ? Thì chúng ta ngừng chia sẻ và chúng ta thì có những cái phản ứng phù hợp. Nhưng Huy thấy rất nhiều người không biết tốt hay xấu mà đã cái gì ạ? Mà đã xô nhau đi chia sẻ rồi. Đấy. Nhưng chia sẻ rất là nhiều, nhưng có những người chia sẻ được mấy chục triệu luôn. Đến hôm sau thì sao ạ? Quay xe 180 độ, bảo là gì ạ? Tôi xóa app rồi, dừng chia sẻ ở đây. Thế cuối cùng là gì ạ? Như vậy nó tạo ra một cái hiệu ứng là làm cho cái người đấy bị mất uy tín. Thế ông thấy cái gì hay ông chia sẻ, xong hôm sau ông lại quay xe như vậy, thì cuối cùng là lần sau ông chia sẻ liệu có người quan tâm nữa không, liệu người ta có sẵn sàng, người ta đăng ký nữa không, đúng không ạ? Đấy. Và thêm một cái điều nữa mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở đây đấy là gì ạ? Là chúng ta thấy rằng là có rất nhiều người chia sẻ bởi vì nó có một cái quyền lợi nào đó, chia sẻ kiếm được tiền, chia sẻ kiếm được tiền, không biết nó là cái gì nhưng mà cứ chia sẻ kiếm được tiền, không biết là rút tiền như nào, không biết là kiếm kiếm tiền kiểu gì, chưa hiểu rõ nhưng mà cứ chia sẻ. Đấy. Thì chứng tỏ là có rất nhiều người mong muốn kiếm tiền bằng các hình thức affiliate. Bao nhiêu anh em anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta cũng có quan tâm đến việc mà kiếm thêm cái nguồn thu nhập bằng một cách là affiliate, là giới thiệu các liên kết, hoặc là đại khái là kiếm thêm một cái nguồn thu nhập nữa, thì comment là số 2 cho quý vị. Nếu anh chị em cũng là một trong những người quan tâm, bởi vì 90% những cái người mà chia sẻ Temu ấy, bởi vì sao ạ? Nó có một cái động lực nào đó, đúng không ạ? Cái động lực đó có thể là tiền bạc, có thể là danh tiếng, nhưng trong đó có một số phần là một số người là đi theo cái trend, tức là thấy người ta chia sẻ thì mình cũng chia sẻ, thấy người ta bảo này cũng làm theo mà không hiểu. Đấy. Nhưng mà cái động lực chính đấy là nó kiếm được tiền đấy. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là thằng Temu đấy thực sự có kiếm được tiền hay không. Đúng không ạ? Xin chào Trần Hương. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là nó thực sự kiếm được tiền hay không, hay là nó như nào. Đúng không ạ? Và nó là cái gì? Thì đường nào mình cũng tìm hiểu. Bây giờ thông tin trên mạng thì nó rất là nhiều. Và Huy thì cũng là một trong những người phải tìm kiếm thông tin ở trên mạng. Đấy, và quan điểm của Huy đấy là gì ạ? Là khi mà Huy tìm kiếm thì Huy sẽ gọi là cô đọng lại thông tin. Tức là mình khi mà mình tìm kiếm mình thấy cái gì hay ấy, là mình muốn chia sẻ cho mọi người. Đấy. Thì thực tế là mình chia sẻ cho bản thân mình thôi. Mình chia sẻ cho mình để mình biết đây, đúng không ạ? Mình chia sẻ để mình biết, nhưng mà mình ghi lại hoặc là mình gọi là thống kê lại những cái kiến thức đấy. Đấy, và Huy đã thống kê nó thành một cái cuốn sách. Huy đã thống kê nó thành một cái cuốn sách như này, đấy, một cuốn ebook như này, tổng cộng là dài 33 trang. Đấy. Và trong đó thì có rất nhiều những cái thông tin mà Huy đã đào, Huy đã tìm hiểu ở trên các cái kênh ở nước ngoài, và những cái thông tin đến từ kênh Việt Nam, rồi những cái thông tin đến từ các cái KOL, KOC ở Việt Nam, rồi những cái bài báo chính thống, những cái bài đăng trên Facebook, rồi những cái review, những cái đánh giá của rất nhiều người ở thế giới và Việt Nam. Được chưa ạ? Đấy, bởi vì tổng hợp lại, bởi vì đây là cái thói quen của Huy, thói quen của Huy khi mà tìm được cái gì hay ấy, là phải chia sẻ với mọi người. Đấy, thế thì ngày hôm nay cũng với một cái tinh thần đấy là mình cứ chia sẻ thôi, còn ai nghe đón nhận thì đón nhận, ai nghe thì nghe, không nghe thì cũng không sao cả, đúng không ạ? Bởi vì cái mục tiêu của mình đó là mình cho đi, mình thích cho đi mà, mình thích cho đi, mình là một người cho đi cừ khôi, mình cứ nghĩ như vậy, mình là người cho đi cừ khôi. Đấy, còn các bạn có phải là người đón nhận tuyệt vời hay không thì chúng ta chưa biết, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy coi mình là những người đón nhận tuyệt vời. Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta nhận mình tự nhận mình là người đón nhận tuyệt vời thì comment là tôi giúp gì, đúng không ạ?
mình cứ đón nhận thôi, mình nhận là người đón nhận tuyệt vời, đúng không? Có người cho thì phải có người nhận chứ, đúng không ạ? Ok nha. Đấy. Rồi. Thì cái xuất phát buổi Zoom ngày hôm nay nó là cái việc như vậy, Huy đã giải thích cho anh chị em rồi. Và cái thời gian truyền thông nó rất là ngắn, Huy truyền thông có đúng một ngày thôi, chưa đến 24 tiếng thôi. Cái truyền thông để cho cái Zoom này thì chưa đến 24 tiếng, bởi vì bản chất là Temu mới vào Việt Nam từ ngày 20 tháng 10 thôi anh chị em. Đến ngày hôm nay mới được 5 ngày. Đấy, và ngày 22 tháng 10 thì lúc đấy mình mới nghĩ cái việc là à mình phải 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 có một cái gì đấy nó tìm hiểu nó kỹ kỹ một tí. À, thì lúc đấy bắt đầu mình mới tìm hiểu thực tế, mình tìm hiểu được có 2 3 ngày thôi, đến ngày hôm nay được ngày thứ ba thôi. À, với bản chất nó không được nhiều, và Huy khẳng định với anh chị em là cũng ít, rất ít người hiểu về Temu một cách đầy đủ. Đấy, nếu mà cái người mà viết một cuốn ebook về Temu ở Việt Nam chắc Huy là người đầu tiên. Đấy. Và Huy có cái khóa học, và Huy có khóa học đó là cách viết ebook, và Huy viết cái cuốn ebook này thực tế bản chất nó chỉ trong vòng có đúng một ngày chưa đến 24 tiếng là viết viết xong một cuốn ebook như này. Và nếu anh chị em nào đó chúng ta làm kinh doanh hoặc chúng ta làm affiliate, chúng ta có thể tạo ra những cái mồi câu, tạo ra những cái sản phẩm để đem đi tặng, và với mất mất công khoảng một ngày gì đó chúng ta có một sản phẩm chúng ta đem đi tặng. Bao nhiêu anh chị em quan tâm đến cái việc mà viết một cái ebook mất một ngày như vậy và chúng ta đem đi tặng, và chất lượng nha, vẫn chất lượng nha. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là cách này rất là hay, comment là hay giúp hiểu. Tức là mất một ngày để tạo ra cái mồi câu để mà chúng ta đem đi tặng, để chúng ta có thêm cái data, chúng ta có thêm cái lượng view. Chúng ta đôi khi chúng ta đơn giản là đem cho. Nguyên tắc của cuộc sống rất đơn giản, đó là chúng ta cho càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận được nhiều. Có đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Mình tạo ra được nhiều sản phẩm và chúng ta đem cho, chúng ta gửi tặng cho cộng đồng, thì đến lúc nào đó chúng ta sẽ nhận về cái phần quà xứng đáng. Nguyên tắc nó rất đơn giản như vậy. Rồi, thế thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của cái buổi ngày hôm nay, đó là Temu là gì. Đấy, thì trong đó thì nó sẽ có ba cái phần chính, bốn cái phần chính anh chị em nhé. Đấy, bốn cái phần chính của cái buổi hôm nay. Phần thứ nhất đó là chúng ta tìm hiểu thật là kỹ, thật là sâu, thật là đầy đủ về Temu. Cái phần thứ hai đó là cái phần là Temu đối với người gì ạ? Đối với người mua hàng, quyền lợi, trách nhiệm hay là những cái điều kiện, cái thuận lợi, khó khăn hay là cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu, có nên mua hàng hay không, được chưa ạ? Cái phần thứ ba đấy là cái phần dành cho người chia sẻ, cái người mà làm affiliate kiếm tiền, có kiếm tiền được với cả Temu hay không, đúng không ạ? Rồi cái phần thứ tư là đối với người bán hàng, nhà cung cấp, là tôi có thể bán được hàng trên Temu giống như trên Shopee hay không, tôi có thể tạo gian hàng trên Temu giống như Shopee hay không, ok không ạ? Tôi có thể bán hàng qua biên giới, qua các quốc gia khác, giống như một số cái bài báo nói hay không. Rất nhiều cái bài báo chính thống nha, tôi chia sẻ với anh chị em này, ngay cả những cái bài báo chính thống họ cũng chưa hiểu hết về Temu. Họ chưa hiểu hết về Temu. Tất nhiên là họ có một cái góc nhìn và họ chia sẻ cái góc nhìn của họ. Và Huy có góc nhìn của Huy và Huy chia sẻ cái góc nhìn của Huy. Huy không dám nhận rằng là mình đã hiểu hết về Temu hoặc là hiểu hết về cái mô hình kinh doanh. Đó, bởi vì thời gian mình tìm hiểu nó khá là ngắn, chỉ có khoảng 3 ngày. Đó, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà Huy có cái góc nhìn, Huy chia sẻ với anh chị em cái góc nhìn đó. Đúng không ạ? Rồi. À, cái phần đầu tiên. Cái phần đầu tiên mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở đây, thì cái nguyên tắc của chúng ta đó là nếu như nó đã có những thành công ở trên thế giới thì chắc chắn cái mô hình kinh doanh của nó phải có cái gì đó thú vị, và chúng ta phải xem để chúng ta học được từ gì của nó hay không. Rất nhiều người bảo là thằng đấy lừa đảo đấy, hoặc rất nhiều người bảo là ủi thằng đấy vớ vẩn. Nhưng mà xin thưa với anh chị em là một cái thằng vớ vẩn mà nó có thể tạo ra doanh số là gì ạ? Là 20 tỷ đô. Đấy. Và có hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu thì nó không hề vớ vẩn tí nào, đúng không ạ? Không hề vớ vẩn tí nào. Đấy, thì chúng ta phải xem cụ thể nó là cái gì nhá. Rồi. Thì đầu tiên Temu là gì? À, Temu bản chất nó là một sàn thương mại điện tử phát triển rất là nhanh chóng và ra mắt năm 2022 tại Mỹ. Và cái công ty mẹ
của Temu, đấy là công ty PDD Holding, cái mã chứng khoán là PDD. Đấy. Và công ty mẹ là Pinduoduo. Thì Temu nổi tiếng với cái việc là cung cấp các cái sản phẩm với giá cạnh tranh. Thường xuyên có các chương trình khuyến mãi giảm giá nhằm thu hút khách hàng. Và cái điều đặc biệt đó là gì ạ? À, khi mà chúng ta tìm hiểu về Temu thì chúng ta có một cái từ khóa mà chúng ta thường xuyên nghe được, đó là từ gì anh chị em nhỉ? Cái điểm đặc biệt ở cái thằng Temu này là cái gì mà khiến cho mọi người tìm kiếm chia sẻ nó nhiều ạ? Cái điều gì đặc biệt mà chúng ta được nghe rất nhiều trong thời gian vừa rồi ạ? Không phải việc mà kiếm được tiền, có rất nhiều công việc kiếm được tiền, nhưng mà tại sao người người nhà nhà lại chia sẻ thằng này? Một trong những cái điều mà mọi người nhắc đến đó là gì ạ? Giá rẻ, đúng không ạ? Giá rẻ đấy, sản phẩm ở đây rẻ lắm, rẻ hơn cả Shopee, biết gì chưa? Sàn Temu vào Việt Nam rồi đấy, giá rẻ lắm, lên đấy mua hàng đi đấy. Thế đường nào mình cũng vào mình mua hàng, bạn mình giới thiệu thì mình vào mình xem thế nào, có phải không ạ? Đấy, thì ở đây cái Temu nó có một cái gọi là điểm nổi trội, đấy là giá rất rẻ. Thế thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu tại sao giá nó rẻ như vậy. Và chắc chắn có nhiều người đã nói rồi thì chắc chắn là giá nó rẻ thật. Chúng ta lên chúng ta xem sơ sơ qua, chúng ta thấy nó cũng rẻ thật. Và Huy cũng check qua một số cái sản phẩm so sánh với cả Shopee, Lazada thì thực tế là nó rẻ hơn thật. À, không phải tất cả các sản phẩm của Temu đều rẻ hơn Shopee nhé. Đấy, mà một số các sản phẩm của Temu rẻ hơn Shopee, cái điều này là đúng. Nhưng mà không phải tất cả nhé. Đấy, thì giá rẻ là một cái từ khóa khiến cho Temu trở nên nổi bật và thu hút được rất nhiều khách hàng. Đấy, cái điều này ấy, thì nó rất là phù hợp với cái giai đoạn hiện nay. Cái giai đoạn hiện nay là cái giai đoạn gì ạ? Ở giai đoạn kinh tế khó khăn, đúng không ạ? Nền kinh tế khó khăn, chiến tranh thì đang nổ ra rất là căng thẳng. Đấy, đấy, chúng ta lại vừa vượt qua cái đại dịch COVID. Nó dẫn đến là nền kinh tế toàn cầu đang rất là khó khăn. Dẫn đến là người dân khi mà chi tiêu họ phải gì ạ? Họ phải tính toán chi ly về ngân sách. Họ không thể nào chi tiêu những cái sản phẩm hàng hiệu một cách gọi là vô tội vạ được. Đấy. Đấy là cái lý do tại sao mà Temu ra mắt năm 2022 nó phát triển cực kỳ nhanh. Bởi vì không chỉ ở Việt Nam đâu anh chị em ạ. Mà kể cả ở Mỹ, người ta cũng phải thắt chặt chi tiêu, người ta cũng phải tìm những cái sản phẩm giá rẻ để thay thế cho những sản phẩm cao cấp. Như vậy là Temu đã rất thành công trong cái giai đoạn này. Được chưa ạ? Rồi. Cái thứ hai nữa đó là Temu đã áp dụng những cái trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm cho người dùng. Đấy. Bao gồm cả cái việc gợi ý sản phẩm và mô hình định giá động. Định giá động là sao anh chị em biết không ạ? Tức là họ sẽ biết được cái ngân sách mà mình thường chi tiêu là bao nhiêu và họ định giá dựa trên cái gì ạ? Dựa trên cái khả năng chi tiêu của mình. Thế mới kinh, tức là nó sẽ giới thiệu cho mình những sản phẩm nằm trong cái khoản chi tiêu của mình. Nếu bạn là người thường xuyên chi tiêu một cái mức chi tiêu lớn, ví dụ mua những sản phẩm tầm 1 2 triệu thì bạn sẽ nhìn thấy toàn những sản phẩm 1 2 triệu. Bạn là những người chi tiêu 100 200 nghìn thì bạn sẽ nhìn thấy những sản phẩm toàn 100 200 nghìn. Như vậy là gì ạ? Vẫn là Temu thôi, nhưng giao diện của bạn và giao diện của tôi là khác nhau. Hay không anh chị em? Cái điều này nó tạo ra một cuộc cách mạng trong cái ngành thương mại điện tử. Nó dẫn đến là cái việc là gì ạ? Tại sao một cái thằng non trẻ mới ra đời như thằng Temu, tất nhiên nó có một cái ông lớn như thằng Pinduoduo và rất thành công ở Trung Quốc với 750 triệu người gọi là thường xuyên giao dịch. Thì ngoài cái hậu thuẫn như vậy,
cái kinh nghiệm như vậy, nhưng mà cái mà nó có thể chiến thắng và nó có thể cạnh tranh được với các ông lớn như là Amazon hay như là Shopee, như là Lazada, như là một số cái trang thương mại điện tử lớn khác như là eBay, ST, thì đấy là cái khả năng ứng dụng AI. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng là AI ngày nay nó đang thâm nhập rất sâu vào trong cuộc sống của chúng ta. Shopee, TikTok, Facebook, Amazon có AI không ạ? Tất cả đều có nhé. Nhưng còn AI của thằng nào nó thông minh hơn? AI của thằng nào nó sâu hơn? Đúng không ạ? Ok nha. Rồi. Một số cái điểm nhấn khác của Temu khiến nó phát triển thành công. Đấy. Một số cái điểm nhấn khác đấy là gì ạ? Nó áp dụng cái việc mà trò chơi hóa, tức là gamification vào trong cái trải nghiệm mua sắm. Đấy. Đó là những cái trò chơi như là trồng cây, như là quay xổ số, rồi là xây nhà, rồi rất nhiều các trò chơi. Cái điều này thì nó cũng không hoàn toàn mới, như là Momo, như là Shopee, nó cũng cho những cái trò chơi, nhưng mà thằng này thì nó áp dụng một cách triệt để hơn. Đấy. Rồi. Một số cái yếu tố khác nữa để mà giúp cho Temu phát triển trên toàn cầu, đấy là Temu khuyến khích khách hàng tiềm năng giới thiệu thêm người mới để họ có thể mở khóa các khoản chiết khấu gọi là giới thiệu xã hội. Đấy. Rồi họ cung cấp các cái dịch vụ giao hàng miễn phí bằng cách tránh các cái loại thuế quan. Chút nữa chúng ta sẽ phân tích về cái việc mà tránh các loại thuế quan như thế nào. Vào tháng 4 năm 2024 thì ứng dụng Temu đã được tải xuống 46 triệu lần trên toàn thế giới, khiến cho nó trở nên phổ biến hơn ứng dụng chợ trực tuyến của Amazon. Đó. Sự tăng trưởng phi thường này chỉ xét đến có tức là năm 2023 chỉ có 9 triệu lượt tải thôi. Và trong chưa đầy 2 năm thì Temu đã có hơn 200.000 thương nhân, tức là nhà cung cấp, và gửi 4 triệu gói hàng mỗi ngày từ 60 nhà kho tại Trung Quốc và thu hút 467 triệu người dùng trên toàn cầu. Đến tháng 6 năm 2024 thì Temu đã hoạt động tại 71 quốc gia và có GMV trung bình hàng ngày là 120 triệu đô. GMV tức là Gross Market Volume, tức là khối lượng giao dịch mỗi ngày, tức là khối lượng mà doanh số bán hàng mỗi ngày là 120 triệu đô một ngày. Anh chị em thấy con số lớn không ạ? Doanh số của Temu hiện nay là ra sao? Doanh số của Temu năm 2023 là 18 tỷ đô, doanh số của nửa đầu năm 2024 đã là 20 tỷ đô, cao hơn cả doanh số năm 2023. Và doanh số mục tiêu của Temu năm 2024 là 60 tỷ đô, tức là còn nửa năm nữa. Nhưng mà Temu đã đặt cái mục tiêu là doanh số phải gấp 3 so với cả nửa năm trước. Yeah. Hiện nay thì Temu đang là nền tảng thương mại điện tử phổ biến thứ hai thế giới với 662,5 triệu lượt truy cập trung bình hàng tháng, đứng sau Amazon. Amazon hiện nay có khoảng 2,7 tỷ lượt truy cập hàng tháng. Đó. Như vậy là để mà vượt qua Amazon thì cũng còn thời gian rất là dài, đúng không ạ? Và ở đây thì chúng ta cùng nhau phân tích cái mô hình kinh doanh của Temu là gì. Thì mô hình kinh doanh dựa theo cái mô hình Canvas. Mô hình kinh doanh theo dự Canvas thì nó có 9 yếu tố. Đấy. Thì chúng ta sẽ phân tích cái mô hình kinh doanh để chúng ta xem là tại sao thằng Temu đấy nó lại thành công như vậy, đúng không ạ? Thì cái đầu tiên ấy, yếu tố thứ nhất đó là Temu tập trung vào khách hàng nhắm đến cái đối tượng khách hàng toàn cầu, đặc biệt là khách hàng có ngân sách hạn chế. Đó, những người mà hạn chế gọi là quan tâm về ngân sách
Những người trẻ tuổi, các cái nhóm hàng, nhóm người mà tìm kiếm sản phẩm giá rẻ từ quần áo, điện tử đến hàng gia dụng. Đấy, thì đối tượng này là rất lớn đấy nhỉ. Anh chị em biết là cái người giàu thì ít chứ người nghèo thì rất nhiều đúng không ạ? Và hiện nay là họ đang tập trung phục vụ cho cái đối tượng mà tầng gọi là tầng thấp nhất của xã hội, tầng tầng người, người ít tiền nhất. Đấy, đấy là lý do tại sao họ phát triển cực kỳ nhanh. Thằng Amazon nhiều khi nó cũng hơi hơi cao một tí. Đó, nhưng mà thằng này thì sao ạ? Cực kỳ bình dân, cực kỳ rẻ. Đó. Và giá trị cốt lõi của Temu là gì ạ? Mang lại cái giá trị cốt lõi đó là cung cấp cái sản phẩm giá rẻ, chất lượng thì đa dạng. Tức là chất lượng thì có nhà là gì ạ? Là cũng hên xui đúng không ạ? Và nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn. Và một trong phần quan trọng của nó đấy là gì ạ? Là sử dụng trò chơi hóa, gamification, giúp người chơi có thể nhận các ưu đãi thông qua việc tham gia trò chơi. Ngoài ra cái chính sách giao hàng miễn phí ở nhiều khu vực. Rồi, kênh phân phối chủ yếu của Temu đó là gì ạ? Đó là những cái nền tảng website, ứng dụng di động đấy ạ. Kênh phân phối là gì ạ? Là cái nơi để mà tiếp cận khách hàng đấy ạ. À, thì đấy là kênh phân phối. Rồi, chiến lược quảng cáo qua mạng xã hội, marketing với những người ảnh hưởng kiểu KOL, KOC ấy, đó, để tiếp cận khách hàng. Đặc biệt là họ tiếp cận khách hàng qua TikTok, YouTube và Facebook. Và TikTok là cái nền tảng mà gọi là Temu phát triển dùng nhiều nhất. Bởi vì TikTok nó cũng liên quan đến Trung Quốc, Temu nó cũng của Trung Quốc. Cho nên là dù sao đi nữa thì nó sẽ ứng dụng cái nền tảng mạng xã hội TikTok nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là TikTok là cái giới trẻ nhiều hơn, lan tỏa nhanh hơn. Đấy, cho nên là TikTok mới chính là cái nền tảng mà Temu phát triển nhiều nhất. Rồi, quan hệ khách hàng. Temu phát triển quan hệ khách hàng thông qua việc cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng. Đấy, dùng AI để gợi ý sản phẩm, đưa ra khuyến mại phù hợp với nhu cầu cá nhân. Chương trình giới thiệu khách hàng giúp tăng cường quan hệ với khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới. Đấy. Thì cái phần quan hệ khách hàng và AI như này anh chị em thấy này, tại sao giá của nó là nó tí ạ? À? Nó phải rất là nhỏ phía sau này. Đấy, bởi vì sao ạ? À? Đây là AI nó điều chỉnh giá của sản phẩm được AI điều chỉnh. Đó. Cho nên là tại sao mà cũng cùng một mở ra một cái website temu.com này nhưng mà vẫn là cái sản phẩm này nhưng mà trên máy của Huy giá khác, trên máy của anh chị em giá sẽ khác. Đấy là cái gọi là bí kíp thành công của gì ạ? Của Temu. Rồi, những cái hoạt động chính nguồn doanh thu. Cái thứ năm là nguồn doanh thu, Temu kiếm được doanh thu chủ yếu từ việc bán hàng trực tuyến. Đấy. Nhờ việc hợp tác với nhiều nhà cung cấp và sử dụng mô hình ngược reverse manufacturing. Temu có thể giảm giá thành sản phẩm và cung cấp giá cạnh tranh. Nào, cái mô hình ngược tức là sao anh chị em? Cái mô hình ngược tức là nó sẽ dùng AI để nó đo lường xem thị trường, cái nhu cầu thị trường là như thế nào. Có rất nhiều sản phẩm khi mà chúng ta đặt hàng mua nó sẽ báo là hết hàng. Xin thưa với anh chị em biết điều gì không ạ? Nó sẽ thử nghiệm. Những cái sản phẩm đấy là những sản phẩm thử nghiệm nhá. Những cái sản phẩm mà nó chưa sản xuất, nó đăng lên để nó theo dõi cái gì ạ? Cái nhu cầu của thị trường. Và khi mà thị trường có nhu cầu với một cái lượng tỷ lệ nhất định thì khi đó bắt đầu nó mới đặt hàng nhà máy, và khi đó nhà máy chỉ việc là gì ạ? Đặt hàng theo cái đơn sản xuất thôi. Đấy. Vì vậy là gì ạ? Bình thường nhá, nhà máy sản xuất ra, sau đó là đưa lên sàn để bán, đúng không ạ? Nhưng bây giờ là sàn theo dõi cái lượng người mua, sau đó mới gì ạ? Đặt hàng nhà máy sản xuất. Như vậy là gì ạ? Là nó sẽ hạn chế cái việc rủi ro. Nếu như mà bây giờ tôi ra một sản phẩm mới mà thị trường nó không đón nhận thì sao? Tôi bị tồn kho thì sao, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà sản xuất theo mô hình ngược này thì cái tỷ lệ tồn kho nó giảm xuống. Đó. Và cái bí mật ở đây đó là gì ạ? Là Temu tối ưu hóa được cái gì ạ? Ở cái chi phí vận hành, tối ưu hóa được chi phí lưu kho, tối ưu hóa được chi phí vận chuyển, tối ưu hóa được chi phí gọi là quản lý, tối ưu từng ly từng tí một anh chị em ạ.
Đấy, nó dẫn đến cái tình trạng là giảm chi phí và gì ạ, tăng lợi nhuận lên. Đó. Và thêm cái điều nữa, ở trong này thì nó chưa phân tích, nhưng thêm cái điều nữa, anh chị em có biết là Temu kiếm tiền bằng cách nào không? Bởi vì khi mà Temu có một chính sách rất là hay, đó là gì ạ, trả hàng. Chính sách trả hàng trong vòng 90 ngày. Đây. Trả hàng miễn phí đến 90 ngày. Đấy. Thời hạn trả hàng cho hầu hết các mặt hàng là 90 ngày. Tất cả các mặt hàng đủ điều kiện. Đó. Như vậy là gì ạ? Khi mà có cái chính sách này á, thì chúng ta thấy rằng là các cái nhà cung cấp họ sẽ bị ra một số lượng tiền nhất định ở Temu. Đó. Temu sẽ có một cái chính sách đó là gì ạ? Là bán trước trả tiền nhà cung cấp sau. Tức là giữ vốn của nhà cung cấp. Tiền thì họ thu trước nha. Tiền họ thu trước của khách hàng. Nhưng lại chưa trả cho nhà cung cấp. Đấy. Mà anh chị em tưởng tượng này. Mỗi ngày họ thu vào 120 triệu đô. Mỗi ngày họ thu vào 120 triệu đô. Đấy. Nhưng mà phải đến 90 ngày sau họ mới trả cho các nhà cung cấp. Thì làm sao ạ? Họ giữ một số tiền khổng lồ trong khoảng thời gian đủ dài. Đấy. Tức là cứ gối đầu, gối đầu, gối đầu này. Họ cứ trả cho nhà cung cấp thì họ lại có những cái đơn hàng mới và họ liên tục có một cái lượng hàng, lượng tiền rất lớn ở trong trong tay. Và khi họ có một lượng tiền rất lớn ở trong tay đấy, anh chị em biết là gì ạ? Họ gửi ngân hàng với cái lãi qua đêm thôi đã có một cái lượng tài chính khổng lồ để mà gì ạ? Để mà vận hành bộ máy rồi. Có đúng không ạ? Đấy, cho nên là đôi khi lợi nhuận có thể là không cao hoặc thậm chí một số sản phẩm họ bán lỗ nhưng họ vẫn có đủ chi phí để mà gọi là vận hành. Đấy là một cái bài toán liên quan đến tài chính và cái bài toán này phải một bài toán cực kỳ là mạo hiểm, cực kỳ là gì ạ? Là cần cái sự gọi là chi tiết cẩn thận bởi vì nếu như không quản lý tốt thì nó sẽ ra là gọi là vỡ trận đấy. Nhưng mà Temu thực sự thông minh và thành công trong việc quản lý. Đó. Rồi. Những cái hoạt động chính của Temu thì bao gồm quản lý chuỗi cung ứng, phát triển và duy trì nền tảng công nghệ web. Những cái tài nguyên chính thì Temu sử dụng các mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn và cái tài nguyên này được cung cấp bởi cái công ty mẹ là PDD PDD Holding, cho nên là họ có một cái tài nguyên sẵn rồi. Cái thứ hai nữa là họ dùng cái công nghệ AI mạnh mẽ để cá nhân hóa và quản lý logistics. Logistics cũng quản lý bằng AI luôn. Đấy. Và đội ngũ marketing thì tập trung phát triển gọi là dùng influence, tức là cái người nổi tiếng và những cái affiliate, tức là người dùng giới thiệu người dùng. Sử dụng người dùng giới thiệu người dùng là một cách marketing cực kỳ thông minh. Đúng không ạ? Đấy. Bao nhiêu anh chị em thấy rằng cái mô hình mà sử dụng affiliate là cực kỳ thông minh thì comment là số 1 giúp ạ. Rồi, cái đối tác chính thì Temu hợp tác với nhiều nhà sản xuất cung cấp trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Temu hợp tác với công ty logistics quốc tế đảm bảo dịch vụ giao hàng nhanh và hiệu quả. Cơ cấu chi phí thì của Temu tập trung vào chi phí sản xuất, vận hành, nền tảng công nghệ, quảng cáo và marketing, chi phí logistics. Đó, đấy là một số cái mô hình kinh doanh gọi là ngắn gọn nhất nhé. Cái này là Huy phải ngắn gọn nhất. Còn thực ra nhé, nếu mà chỉ phân tích riêng cái mô hình kinh doanh của Temu thôi thì phải mất 1 tiếng đồng hồ để chỉ riêng cái phân tích cái mô hình kinh doanh này. Bởi vì là chuyên chuyên phân tích mô hình kinh doanh của các cái công ty kể cả là Facebook hay là Amazon, Google hay là Tesla hay là VinFast hay là VinGroup. Mình là chuyên nghiên cứu và phân tích các cái mô hình kinh doanh để làm gì ạ? Để mà hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp. Đấy, cho nên là riêng cái mô hình kinh doanh là Huy có thể chia sẻ tiếng đồng hồ được. Nhưng mà đây là mình nói ngắn gọn nhất có thể bởi vì là cái nội dung nó rất là dài. Ok không ạ? Rồi, thế cái điểm bán hàng độc đáo của Temu là gì? Mỗi một một công ty, một doanh nghiệp mà nó thành công thì chắc chắn nó phải có một cái USP nào đó. USP tức là điểm bán hàng độc đáo. Cái điểm bán hàng độc đáo là gì? Thứ nhất, đấy là giá cả phải chăng và giảm giá độc quyền. Giảm giá độc quyền như nãy Huy nói đấy là gì ạ? Giảm giá cho từng cá nhân.
Cho nên là chúng ta nhìn thấy giảm giá không có nghĩa là bạn mình nhìn thấy giảm giá, thế mới kinh chứ. Cái này mà là cái mà thằng thằng Shopee, thằng Amazon, Huy nghĩ là nó chưa làm được. Huy nghĩ là Amazon và Shopee chưa làm được điều này, và thằng này nó làm được, cho nên nó gì ạ, nó mới là độc đáo, nó mới là duy nhất, đúng không ạ? Tất nhiên trong thời gian ngắn thôi thì Shopee và Amazon có thể áp dụng cái cách này. À, bởi vì nó tạo ra một cái Temu, tạo ra một cái tiêu chuẩn mới trong ngành thương mại điện tử, được chưa? Nó tạo ra một cú hích, tạo ra một cú đột phá để nó phá vỡ cái những cái gì đang đang cũ và đang truyền thống đấy. Cho nên Huy nói rằng là chúng ta phải học hỏi từ những cái mô hình kinh doanh mới để chúng ta phát triển hơn. Ví dụ nếu mà anh chị em định mở một cái doanh nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải xem cái mô hình kinh doanh của chúng ta nó có khả thi hay không, đúng không ạ? Đấy, cho nên chúng ta phải liên tục tìm kiếm những cái mô hình thành công. Rồi, cái thời gian giao hàng nhanh thì thực tế là Temu giao hàng không nhanh bằng Amazon hay là Shopee. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Amazon và Shopee thì hầu hết đều có kho hàng địa phương, nhưng mà Temu là giao hàng quốc tế, được chưa ạ? Nhưng nếu mà nói về giao hàng quốc tế, tức là so sánh với giao hàng quốc tế, ví dụ chúng ta đặt hàng Amazon Mỹ đi và đặt hàng Temu đi, thì hàng Temu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đấy. Thậm chí nhá, kể cả chúng ta đặt hàng ở trên Taobao, trên 1688 cũng là sản phẩm của Trung Quốc, nhưng mà ở đây mình đang nói là so sánh là cùng một cái kho hàng. Ví dụ như là mình đặt ở Mỹ với cả Trung Quốc thì tất nhiên là Trung Quốc nhanh hơn rồi, nhưng mà cùng đặt ở Taobao ở Mỹ, ở Trung Quốc, cùng đặt ở Temu ở Trung Quốc thì Temu giao hàng nhanh hơn, được chưa ạ? Đấy. Nhưng nếu mà so với Shopee, so với Amazon, so với Lazada, họ có kho hàng ở gì ạ, ở địa phương đấy, nó gọi là local store, thì không thể nào mà so được. Chúng ta phải chấp nhận là chờ từ 5 đến 7 ngày để mà họ đóng gói vận chuyển từ Trung Quốc. Thực ra là đóng gói vận chuyển từ Trung Quốc về đến tay chúng ta mà 3 5 ngày là gì ạ? Là quá nhanh. Đúng không anh cha? Quá nhanh, giao hàng quốc tế thế là quá nhanh. Rồi, trải nghiệm người dùng liền mạch. Đó. Thì tất nhiên họ dùng AI, và anh thưa anh chị em đó là Temu bị một số các cái quan chức cũng như là chính quyền ở Mỹ cũng như là châu Âu đang 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 soi vì cái việc mà đảm bảo cái an toàn dữ liệu của người dùng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bản chất Temu không chỉ theo dõi những thông tin khi mà chúng ta đăng nhập vào web của Temu, thậm chí họ còn dùng AI để quét cả cái mạng xã hội. Chúng ta khi mà chúng ta vào, chúng ta sẽ phải đăng ký, chúng ta có email, chúng ta có số điện thoại, chúng ta sẽ có địa chỉ. Và từ những thông tin đó họ quét ra xem là Facebook của chúng ta là gì, Zalo chúng ta là gì, YouTube của chúng ta là gì, TikTok của chúng ta là gì. Và con AI đó nó bò ngược lên, nó tìm xem các hoạt động của chúng ta ở trên Facebook. Và nó tổng hợp lại tất cả cái data đấy để mà nó đưa ra, nó chấm điểm rồi nó đưa ra những cái quyết định để mà nó cho chúng ta những cái trải nghiệm. Ví dụ chúng ta tìm kiếm một cái sản phẩm ở trên cái web của Temu, nhưng mà chúng ta lên Facebook chúng ta lại nhìn thấy cái sản phẩm đấy, chúng ta mới nhìn thấy thôi, còn bạn của chúng ta không tìm cái sản phẩm đấy thì lại không nhìn thấy sản phẩm đó ở trên TikTok, ở trên Facebook. Như vậy là gì ạ? Là cái trải nghiệm khách hàng nó không chỉ ở Temu mà nó còn ở trên các cái mạng xã hội khác nữa. Thì đây là cái mà điểm đặc biệt của thằng Temu, nó đang làm rất tốt. Được chưa? Rồi, lựa chọn sản phẩm mở rộng. Về một số cái sản phẩm gọi là đa dạng đấy. Ừ. AI và công nghệ mới nổi trong chiến lược của Temu, thì Temu gắn liền với AI. Anh chị em nhớ là Temu là AI nhá. Rồi. Cá nhân hóa được hỗ trợ bởi AI. Đấy, thì anh chị em thấy không, các cái điểm đặc biệt của Temu thì hầu hết đều gắn với AI. Facebook cũng có AI, Shopee cũng có AI, nhưng xin thưa với anh chị em là thằng này nó áp dụng AI triệt để hơn. Đấy, cho nên là cái gì, những cái điểm độc đáo của nó đều gắn với AI hết. Rồi phân tích dự đoán, cái sử dụng cái phân tích dự đoán vào cái mô hình sản xuất ngược ấy. Sản xuất
sản xuất theo gì ạ? Theo cái nhu cầu của thị trường. Và nhu cầu của thị trường thì được AI nó gì ạ? Nó tính toán, nó cân đo đong đếm bằng cách nào đó mà chúng ta không biết, để mà nó đưa ra một quyết định là sản xuất bao nhiêu, sản xuất vừa đủ, thế nào là vừa đủ, phải chưa ạ? Dung lượng thị trường thì cái này là một cái bài toán tính toán cực kỳ phức tạp. Rồi họ đưa chatbot và trợ lý ảo vào trong cái việc chăm sóc khách hàng. Đấy, hệ thống cung cấp gọi là chăm sóc khách hàng hay là trả lời 24 trên 24. Chúng ta vào support, chúng ta chat ấy, thì hầu hết là chúng ta chat với cả máy, không phải chat với người. Đó. Và khi mà họ sử dụng AI vào trong cái việc mà hỗ trợ, thì thứ nhất là họ hỗ trợ được nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là họ giảm được cái chi phí về cái mặt mà support. Tuy nhiên, cái điều này nó cũng sẽ tạo ra một cái trải nghiệm khách hàng không tốt. Bởi vì AI thì nó vẫn là AI thôi. Nhiều khi khách hàng họ phàn nàn ấy, thì họ cũng không cần phải là phải giải quyết đâu, chỉ cần là có người nào đấy vuốt ve, lắng nghe, rồi nhẹ nhàng thấu hiểu họ, thế là họ vui rồi. Nhưng mà thì AI thì nó không, tôi bước một bước hai, ông chọn cái này đi, chọn cái kia, chọn cái kia. Nhiều khi là cái người khách hàng ấy có quá nhiều lựa chọn, họ không biết chọn cái gì cả, họ hỏi thì rất nhiều các cái cách hỏi khác nhau, nhiều khi là chatbot nó không xử lý được hết. Đó, dẫn đến cái tình trạng là dùng chatbot thì tiết kiệm đấy, nhanh đấy, gọi là 24 trên 7 đấy, nhưng mà nó vẫn làm cho cái trải nghiệm khách hàng không tốt. Rồi ạ, chút nữa chúng ta sẽ đi đến cái việc trải nghiệm khách hàng. Ok không ạ? Ở đây thì có cái phần so sánh giữa Temu và Amazon với Shopee. Đó, thì cái này thì Huy sẽ đi qua thật nhanh thôi, bởi vì là anh chị em nào mà quan tâm đến Amazon, Shopee thì chúng ta sẽ cần phải hiểu hơn. Nhưng mà đại khái Huy sẽ tóm tắt cho anh chị em đó là gì ạ? Đó là Amazon thì hiện nay đang là thống trị trên toàn cầu rồi. Đó, Shopee thì mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Temu thì giá rẻ và tập trung vào trải nghiệm người dùng. Được chưa ạ? Rồi. Tác động của Temu đến ngành thương mại điện tử như lúc nãy Huy có chia sẻ đó là gì ạ? Temu ứng dụng AI rất là triệt để trong tất cả các lĩnh vực, từ định giá cho đến support, cho đến nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu thói quen của khách hàng, nghiên cứu túi tiền của khách hàng, nghiên cứu khả năng chi tiêu của khách hàng. Đấy, cho nên là Temu đã tạo ra một cú hích. Đấy, và phá vỡ các cái thị trường truyền thống. Những cái nền tảng như Amazon, Shopee từ lâu thống thống trị cái ngành thương mại điện tử, nhưng cách tiếp cận độc đáo của Temu buộc họ phải thích nghi, họ phải thay đổi. Tức là gì ạ? Khi mà Temu xuất hiện là Amazon, Shopee là nóng đít, là phải gì ạ? Phải ứng dụng AI thật nhanh và phải ứng dụng AI triệt để. Nếu không làm sao ạ? Nếu không thằng kia nó sẽ vượt qua, nếu không thằng kia nó sẽ cướp mất cái miếng bánh thị trường của mình, đúng không ạ? Đấy, và khi mà sử dụng AI thì sao ạ? Nó sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí về quản lý hay là về vận hành. Đó, điều này thì nó sẽ giúp giảm giá thành và mang lại lợi ích cho gì ạ? Cho khách hàng. Đấy, tiên phong AI trong thương mại điện tử nha. Đấy, thì Temu xuất hiện về bản chất là tốt cho người tiêu dùng và tốt cho cái ngành thương mại điện tử. Đấy. Thế thì khách hàng đánh giá về Temu như nào? Thứ nhất thì khách hàng đánh giá là giá rẻ. Thứ hai là về chất lượng sản phẩm thì có rất nhiều những cái phản hồi trái chiều anh ạ. Và hầu hết mọi người khi mà mua một sản phẩm giá rẻ thì họ chấp nhận với cái chất lượng như vậy. Đấy. Bởi vì hầu hết các sản phẩm của Temu là sản phẩm no name, no label, tức là gì ạ? Là không có nhãn mác, không có thương hiệu hoặc là thương hiệu nhái. Ví dụ như Gucci thì là Gucci, tức là Gucci nó có hai chữ cờ thì mình là Gucci, nó có một chữ cờ thôi. Đấy, ví dụ kiểu kiểu vậy. Đấy. Hoặc là loa JB thì là loa TD, đấy, kiểu kiểu vậy. Tức là cái mẫu mã thì nhái copy y hệt là những cái hãng thương hiệu, nhưng mà cái nhãn thì lại khác, nhãn đôi khi nó khác tí tí thôi. Đấy, đấy là gọi là sản phẩm nhái.
đấy, và những cái sản phẩm hàng giả, tức là nhãn y xì nhưng mà chất lượng nó rẻ hơn đấy, thì Temu nó gần như một cái chợ trời. Anh chị em tưởng tượng là chúng ta đi ra cái chợ đêm sinh viên ấy, đó, chúng ta mua được những sản phẩm rất rẻ, thì bây giờ Temu đưa cái chợ trời đó lên trên mạng, đơn giản vậy thôi, đúng không ạ? Đấy. Và ở Mỹ thì họ wow, bởi vì sao, họ chưa bao giờ mua được sản phẩm giá rẻ như vậy. Amazon nó đã thống trị thị trường Mỹ một thời gian quá dài và người dân Mỹ không biết rằng ở ngoài kia có những sản phẩm rẻ như vậy. Đó, được chưa? Rồi, một vài cái đánh giá của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng hay là sản phẩm để phong phú. Nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá. Đấy. Nhiều cái phản hồi về hàng nhái hàng giả. Ở đây là trên trang Trustpilot. Trustpilot là một cái trang chuyên đánh giá các cái doanh nghiệp. Và với 26.000 lượt đánh giá thì Temu được chấm điểm chỉ có 2,6 sao thôi. 2,6 sao thôi. Và cái sự phân hóa cũng rất là nhiều. Trong đó có 36% đánh giá 5 sao và đó 44% là đánh giá là 1 sao. À, ở đây thì chúng ta sẽ chia sẻ một chút về cái việc đánh giá ở trên trên trang của Temu nhé. Anh chị em thấy là đánh giá trên trang của Temu ấy, thì chúng ta thấy ở trên trang Temu thì hầu hết các sản phẩm được đánh giá ở trên trang Temu đều rất cao. Không có sản phẩm nào được đánh giá thấp anh chị em. Tất nhiên những sản phẩm chúng ta nhìn thấy là những sản phẩm đã được lên top rồi, đúng không ạ? Nhưng mà Huy thấy rằng là hầu hết những cái sản phẩm được đánh giá rất cao. Đấy. Đây. 1.271 xếp hạng toàn cầu và họ nói rằng là các cái người nào là mua hàng thì mới được đánh giá. Đấy. Rồi. Đánh giá đơn vị cung cấp, đánh giá mặt hàng. Nhưng là có một cái điều ấy. Đấy là gì ạ? Nó không giống như là những cái thằng khác. Ở đây chúng ta sẽ thấy là ví dụ như là trên trên Shopee chẳng hạn. Đấy. Đây xong chúng ta sẽ bộ lọc xếp hạng. Đấy. Thì nhiều đánh giá nó cứ giống giống nhau anh ạ, tức là có một vài cái nghi vấn là người ta sử dụng AI để đánh giá. Sử dụng AI để đánh giá anh em ạ. Đấy, thì cái này Huy cũng chưa chứng minh, cũng chưa 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 check được một cách chính xác, nhưng mà có một vài gọi là comment và người ta nói rằng là thằng này sử dụng AI để đánh giá. Không biết có đúng hay không, nhưng anh chị em chúng ta có thể là gì ạ? Là trải nghiệm. Nhưng ở đây chúng ta đang nói về những cái đánh giá khách quan của tất cả mọi người ở trên thế giới vào một cái trang gọi là khách quan nhé, trang độc lập, không liên quan. Chứ còn ông ở trên trang của ông nhiều khi ông tự bôi tự vẽ lên tôi không biết. Nhưng mà đây là đang nói là những cái trang rất là gì ạ, độc lập, nó gọi là không liên quan gì cả. Nếu mà thằng này đánh giá tốt thì nhiều khi mình còn bảo là à, có khi thằng kia nó bơm tiền. Nhưng ở đây đánh giá rõ ràng anh chị em thấy không ạ? 44% đánh giá có 1 sao. Và ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đánh giá 5 sao, 36% đánh giá 5 sao chủ yếu là hàng rẻ. À, chủ yếu là giá rẻ. À, họ đánh giá 5 sao bởi vì sao ạ? Bởi vì sản phẩm giá rẻ. Thứ hai đấy là trải nghiệm mua hàng, họ có vẻ là cái giao diện của Temu khá là gì ạ? Thân thiện, dễ sử dụng, đơn giản. Đấy, và sao ạ? AI nó đã biết được cái thói quen của mình, thậm chí nó hiểu mình hơn cả mình. Cho nên chỉ cần vài lần chúng ta vào thôi, đó là những cái sản phẩm mà chúng ta yêu thích nó tự động nó nổi lên. Đó, cho nên là cái trải nghiệm mua hàng của Temu rất là ok. Nhưng ngược lại 44% đánh giá 1 sao vì trải nghiệm về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, giao hàng chậm, thủ tục đổi trả hoàn tiền khó khăn và phức tạp. Được chưa ạ? Huy đã check và Huy đọc khá nhiều cái comment của những cái người mà ở trên 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 trang
trên trên trang Just Pilot. Đấy nha, Just Pilot. Đây, chúng ta có thể vào Just Pilot nha. Rồi, sau đó chúng ta tìm Temu này. Rồi. Rồi. Đây nha. Đây, chúng ta thấy không ạ? 26.000, hơn 26.000 lượt đánh giá, và cái lượt đánh cái đây là thua, tức là hơi hơi kém. Đấy, với cái điểm số chỉ có 2,6 trên trên 5 sao thôi. 36% này, 44% này. Và khi mà chúng ta nhấn vào đây, chúng ta thấy là gì ạ? Đây, mình sẽ chọn dịch sang tiếng Việt nhé. Đấy, đã mua hàng với Temu này, nhận được thông báo rằng hàng đã được giao, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi đã nói chuyện với nhân viên giao hàng, và anh ấy khuyên tôi rằng là không không giao hàng nữa bởi các nhà đầu tư tư nhân cho Temu thuê không biết hàng ở đâu. Lần thứ hai đặt mua này, bộ cờ lê và chỉ nhận được một cờ lê. Sau lần đầu tiên tôi hoàn được tiền chênh lệch giá, lần thứ hai tôi đặt mua bộ cờ lê nhận được một cái và chỉ nhận được cờ lê vẫn là từ này. Đấy, tôi cố gắng khiếu nại qua trò chuyện trực tuyến nhưng liên tục nhận được hoàn tiền chênh lệch, rõ ràng là một bot trò chuyện. Họ đang quảng cáo các mặt hàng nhưng không gửi mặt hàng được quảng cáo. Đấy. 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 Đây là quảng cáo sai, người mua hãy cẩn thận. Đấy. Đấy. Đây, một ngày trước này, đây là đánh giá một ngày trước này, đồ trang trí Halloween này. Đó. Cực kỳ thất vọng. Chúng không phát sáng trong bóng tối, cực kỳ thất vọng. Nhưng quá rắc rối để đóng gói và trả lại để được hoàn tiền. Đề xuất rằng không ai mua những thứ cho là phát sáng trong bóng tối. Công ty gây thất vọng. Đây là đầu tiên tôi sử dụng 18 giờ trước này. Công ty sử dụng. Tất cả những comment này là Huy chưa đọc. Huy đọc comment từ cách đây mấy ngày rồi. Còn những cái comment này mới anh chị em nhé. Những comment này mới cập nhật, Huy chưa chưa xem. Đấy, đây là tôi đầu tiên sử dụng công ty, có thể dễ dàng lần cuối cùng. Thời gian giao hàng rất lâu. Đấy. Email xin lỗi từ họ đề nghị hoàn tiền bằng chứng. Đấy. Ngày tôi có thể vô tình hủy đơn hàng của mình. Đấy. Ừ. Qua hàng anh dịch vụ giao hàng thực sự kinh tởm. Họ sẽ nói với bạn rằng họ có một kho hàng ở Anh, nhưng điều đó không đúng. Nếu bạn muốn hàng hóa tốt hơn, hãy đến Amazon. Được chưa? Rồi, thất vọng quá. Hàng vẫn chưa đến, tôi đặt hàng hai ngày 21 tháng 10, giờ hết niềm tin rồi. Lời khuyên là không sử dụng. Hỗ trợ sau khi mua hàng kém. Đấy, tôi đặt chiếc đồng hồ kỹ thuật số này. Đấy, hỗ trợ sau mua hàng vô ích. Đấy. Vô năng và không đáng tin cậy, tránh xa Temu. Temu là công ty thảm họa thực sự, không thể tin rằng lãng phí thời gian tiền bạc kém chất lượng của họ. Đấy. Không được hoàn tiền từ Temu này. Đấy. Đó, anh chị em thấy không ạ? À. Và có một cái điều tích cực đó là hầu hết các cái comment này thì Temu đều vào trả lời một cách rất đầy đủ và trả lời đúng kiểu AI trả lời anh chị em ạ, trả lời đúng kiểu AI luôn. Đó, rất là giống nhau anh chị em thấy không? AI trả lời rất giống nhau, đúng là thằng này dùng AI mọi lúc mọi nơi luôn anh chị em ạ, chỗ nào cũng có AI hết và trả lời rất giống nhau. Ừ. Nha. Đọc các cái trả lời của Temu thì nó rất là giống nhau. Ừ. Rồi, đấy là cái mà chúng ta tìm hiểu thêm về cái đánh giá. Ngoài ra thì cái đánh giá ở trên trang review.io thì điểm của Temu chỉ có 1,6 sao và chỉ có 13% người đánh giá là khuyên bạn nên sử dụng Temu.
Nghe đến đây thì rất nhiều anh chị em bảo là ôi dồi ôi thế này may quá mình chưa mua, hoặc là rất nhiều người bảo ôi may quá mình chưa giới thiệu, hoặc là ôi có khi mình không giới thiệu nữa đúng không? Nhưng mà chưa, chúng ta hãy tìm hiểu thêm, chưa biết được, bởi vì nó có nhiều điểm hay mà. Nếu mà nó không có điểm hay thì tại sao mà nó phát triển nhanh như thế, tại sao nó thành công như thế, tại sao nó có thể kiếm được đến mấy chục tỷ đô, 20 tỷ đô vào nửa năm 2024 rồi. Đúng không ạ? Nửa năm 2024 đã được 20 tỷ đô, là con số rất lớn, đúng không ạ? Và hiện nay đang là sàn thương mại điện tử đứng thứ hai thế giới. Đấy, đứng thứ hai thế giới về lượng truy cập. Ở đây là cái phần những câu hỏi thường gặp, thì có rất nhiều câu hỏi. Ví dụ như là Temu khác biệt như nào với nền tảng khác, hoặc là AI đóng vai trò như nào, hoặc Temu khả dụng trên toàn cầu không, thì hiện nay Temu có mặt ở trên 71 quốc gia rồi. Thời gian giao hàng. Một số câu hỏi ví dụ như là Temu thì có xây dựng cái xưởng hàng hóa như Amazon không, thì xin thưa với anh chị em là Temu không vận hành theo cái mô hình giống Amazon. Đấy, tức là gì ạ? Amazon sẽ xây dựng cái kho hàng rất lớn. Nếu anh chị em nào đã tìm hiểu về mô hình kinh doanh của Amazon, thì Amazon đã xây dựng cái mô hình cái kho hàng rất lớn để làm gì ạ? Để giúp giao hàng đến người tiêu dùng cách nhanh nhất. Nhưng Temu thì sao ạ? Giao hàng trực tiếp từ Trung Quốc, có thể họ có kho hàng ở Trung Quốc hoặc là họ sử dụng ngay cái kho hàng của nhà cung cấp. Đấy, họ không đầu tư cơ sở vật chất kho hàng để làm gì ạ? Để giảm chi phí. Giảm chi phí thì mới có giá rẻ như vậy chứ. Đúng không ạ? Cho nên là họ bán hàng trực tiếp từ kho hàng nhà máy đến tận tay người tiêu dùng, và đấy là cách họ giảm chi phí. Và nếu như họ làm như vậy thì anh chị em chúng ta biết là gì ạ? Là hàng không thể đến nhanh được. Cái thứ hai nữa là mỗi một cái nhà cung cấp thì họ có một cái năng lực logistics, năng lực đóng gói rồi là quản lý hàng hóa khác nhau, dẫn đến tình trạng là gì ạ? Là mua hàng, mặt hàng này thì về nhanh, mặt hàng này thì về chậm. Do là sao ạ? Do là các nhà cung cấp khác nhau. Đấy, nhà cung cấp lớn họ chuyên nghiệp rồi thì nó khác. Nhà cung cấp nhỏ đơn hàng đặt nhiều quá họ không kịp phục vụ thì sao ạ? Thì nó sẽ bị trễ thôi. Đúng không anh em? Đấy, đấy là dẫn đến cái tình trạng mà có người thì rất là khen về giao hàng, có người thì lại chê giao hàng bởi vì nó không có đồng bộ, nó không ổn định, nó không giống như Amazon. Đấy, đấy là điều khác biệt. Nó hơi hơi giống với cả Shopee, bởi vì Shopee cũng là gì ạ? Là cho các nhà bán hàng, nhà cung cấp ấy, là gì ạ? Họ tự giao hàng. Shopee hoặc là TikTok Shop thì là gì ạ? Là không kho hàng mà cho các nhà cung cấp tự đóng hàng, nhưng mà đóng hàng theo cái tiêu chuẩn của họ. Được chưa? Rồi, những công ty cá nhân đang bán hàng trên Shopee, Lazada ở Việt Nam có cơ hội bán hàng trên Temu không? Đấy, thì xin thưa với cơ hội bán hàng trên Temu là rất ít. Temu hiện tại là chủ yếu kết nối bán hàng ở Trung Quốc với thị trường quốc tế và không có chuyện ngược lại. Thì đại khái nó là một cái chợ trời của Trung Quốc, bây giờ nó đang đặt ở Trung Quốc, bây giờ nó đưa lên trên mạng thế thôi. Đấy. Và hiện nay thì chưa có thống kê chính thức, nhưng mà trên 90 97% là các cái hàng hóa và các nhà cung cấp đến từ Trung Quốc. Được chưa ạ? Cái phần này thì chút nữa thì đến cái đoạn sau thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Và cái cơ hội để mà những cái nhà cung cấp, những cái người bán hàng nhỏ lẻ trên Shopee, trên TikTok Shop ở Việt Nam có cơ hội để bán hàng ở trên Temu hay không? Thì câu trả lời của Huy là không, hoặc là rất khó, đúng không ạ? À, rất khó. À, tại sao vậy ạ? À, chúng ta có một cái mục đấy là hợp tác với Temu ở dưới này, và để bán hàng với Shopee chúng ta có một cái phần gọi là dành cho người bán, rất là đơn giản, rất là dễ, và chúng ta cứ vào đấy chúng ta thao tác thôi. Nhưng với Temu, muốn làm việc với Temu thì chúng ta phải dạ có mỗi cái là gửi email. À, có hai cái, một là đơn vị cung cấp logistics với cả một đơn vị đối tác bán hàng, mỗi có một cách, đấy là gửi email hết, không có một cái gọi là gì đó nó chuyên nghiệp để chúng ta có thể tạo gian hàng sau đó là up sản phẩm giống như là TikTok Shop hay là giống như là Shopee, Lazada. Đấy, nó khác hoàn toàn. Và thực tế là có 10 nhà máy, nhà cung cấp đăng ký với Temu thì có chỉ có 3 nhà máy, nhà cung cấp được gì ạ? Được Temu xét duyệt mà thôi. Tức là gì ạ? Họ có những cái tiêu chuẩn, họ có những cái quy trình để xét duyệt nhà máy, nhà cung cấp rất là gì ạ? Khắt khe. Đó.
có thể là phải nhà máy lớn này, cung cấp được số lượng sản phẩm hàng triệu sản phẩm này, rồi là phải có một cái lượng vốn lớn để có thể cung đối ứng này. Đại khái là có rất nhiều tiêu chuẩn rất là khắt khe với các nhà máy, được chưa? Cho nên là để mà đăng ký, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là cá nhân ấy, nó định bán hàng ở trên Temu ấy, là bất khả thi, nhiệm vụ bất khả thi, được chưa? Đấy. Rồi. Temu thì chính thức bán hàng và chạy quảng cáo chương trình giới thiệu liên kết ở Việt Nam thì khi nào? Nếu mà nói là gì ạ, là Temu đã bán hàng ở Việt Nam ấy, thì từ tháng 7 năm 2023 cơ. Nhưng mà bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 thì Temu bắt đầu chạy cái chương trình là gì ạ? Affiliate ở Việt Nam. Đấy. Chương trình tiếp thị liên kết mà tặng 150.000 rồi tặng 50.000 rồi 1,5 triệu ABC đấy. Thì là gì ạ? Từ 20 tháng 10. Và từ 20 tháng 10 đến ngày hôm nay mới có 5 ngày thôi mà anh chị em thấy nó đã rầm rộ lên rồi. Đúng không ạ? Đấy. Ở đây thì có một cái phần nữa là so sánh giữa Temu và Sen. Sen thì đúng là một cái sàn thương mại điện tử của Trung Quốc và nó cũng rất là nổi tiếng. Ừ. Và thằng này thì nó mạnh về bán về thời trang. Thằng Sen bán mạnh về thời trang. Đấy, và hai thằng này nó đều có một cái mô hình kinh doanh giống nhau, đấy là giá rẻ. Hai thằng đều giá cực kỳ rẻ, được chưa ạ? À, tuy nhiên thì Temu phát triển nhanh hơn và cái hàng hóa của họ rộng hơn, họ có cả thời trang, hàng tiêu dùng, hàng điện tử, đủ hết các thể loại. Còn Sen thì tập trung vào vào thời trang nhiều hơn. Và hiện nay thì Temu và Sen thì đang cạnh tranh nhau rất là mạnh ở trên đất Mỹ. Thì có một cái bài phân tích rất là sâu về cái việc mà hai ông lớn của Trung Quốc lại đang cạnh tranh nhau một cách khốc liệt ở trên đất Mỹ. Rất là buồn cười. Nhưng mà gì ạ? Cuối cùng nó lại đang xảy ra. Thậm chí hai thằng này nó kiện cáo nhau liên tục. Và nhắc đến Temu là nhắc đến những cái lần kiện cáo, nhắc đến pháp lý, nhắc đến chính trị, nhắc đến bản quyền, nhắc đến giá rẻ, nhắc đến hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Rồi. Temu có bán hàng nhái, hàng giả, mô tả không đúng thực tế chất lượng sản phẩm để giảm giá dẫn đến sản phẩm kém chất lượng không? Thì thực tế là có rất nhiều khách hàng phản ánh là có. À, tuy nhiên thì cũng có nhiều khách hàng nói rằng là sản phẩm giá vậy thì chất lượng vậy thôi, họ vẫn gì ạ? Họ vẫn happy, họ vẫn chấp nhận giá rẻ, chất lượng rẻ, ok không ạ? Tiền nào của nấy, họ thấy là ok, họ thấy hợp lý mà, giá thế thì chất lượng chỉ thế thôi, họ thấy hợp lý cho nên họ không chê, được chưa ạ? Rồi, nhưng mà có hàng nhái, có hàng giả, hàng nhái là hàng giống giống với hàng thương hiệu, hàng giả là đúng cái thương hiệu đấy luôn. Rồi, được chưa? Rồi. Một câu hỏi nữa là các nhà sản xuất của Temu có lãi không? Khi mà bán sản phẩm rẻ như vậy, anh chị em thấy là gì ạ? Khi mà bán sản phẩm rẻ như vậy thì ai là người được lợi? À, tất nhiên là khách hàng. Người tiêu dùng là người được lợi. Đúng chưa? Đấy. Như vậy là có những cái sản phẩm anh chị em ạ là giá nó thậm chí nó không cả bằng cái phí vận chuyển. Phí vận chuyển từ Mỹ à từ Trung Quốc sang gì ạ, Mỹ mà nó chỉ có mất có 1 đô, tức là có hai mấy nghìn. Phí vận chuyển một cái kiện hàng như vậy nó có khi nó phải lên hàng trăm nghìn, vận chuyển quốc tế, đúng không? Nhưng mà gì ạ, miễn phí vận chuyển một cái sản phẩm rất là rẻ thôi đấy, hoặc là gì ạ, thường ấy nó sẽ miễn phí vận chuyển gì ạ, những cái đơn hàng trên 120.000. Thì 120.000 đơn giản là mình mua gom gom hai cái sản phẩm, ba sản phẩm là trên 120.000 rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn là rất là rẻ. Thế thì cái nhà sản xuất họ có lãi không? À, thứ nhất đấy là họ giảm chi phí sản xuất. Nhiều nhà cung cấp của Temu thì sẽ giảm cái chi phí sản xuất bằng cách là đặt nhà máy ở nơi mà có cái giá lao động rẻ. Cái người lao động họ sẽ nhận cái lương rất là thấp. Cái tiếp theo nữa là họ sẽ sử dụng những cái nguyên vật liệu nó rẻ hơn một tí, vẫn là cái nhựa đấy thôi, nhưng cái nhựa này người ta cho bớt cái hạt nhựa đi một tí, làm cho nó giảm cái mỏng hơn một tí, mỗi thứ nó giảm đi một tí, làm cho cái gì ạ, cái giá thành nó giảm đấy.
mô hình kinh doanh là ít rủi ro và ít tồn kho, giống như chúng ta nói đấy là gì ạ, nó là mô hình sản xuất ngược, tức là thị trường có nhu cầu thì tôi mới sản xuất, cho nên là gì ạ, giảm cái tồn kho, tận dụng cái hàng tồn kho hoặc là hàng long long tail ấy, tức là gì ạ, là cái hàng nó gọi là hàng hàng tồn kho, là cái hàng kiểu kiểu mà những cái nhà sản xuất khác họ không bán được. Theo như thống kê ấy, thì ở trên trên đất Mỹ hàng năm ấy, hàng tồn kho nó rơi khoảng độ 30 tỷ đô, giá trị hàng tồn kho khoảng 30 tỷ đô. Và cái hàng tồn kho đấy không bán được. Không bán được. Ví dụ nhỉ, mình sản xuất một cái sản phẩm gì đấy mà cho Noel nhỉ, cho Halloween nhỉ. Nhưng mà qua mùa Halloween, qua mùa Noel không bán được thì họ sẽ phải cất vào kho. Thì thằng này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ lôi cái đấy ra nó bán. Được chưa ạ? Nó bán giá cực rẻ. Bởi vì nếu không thì có một số hàng ấy là phải đem đi tiêu hủy. Đấy, một số hàng là phải phải bỏ đi và tiêu hủy thì lại phải mất thêm tiền. Thế thì thằng này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ làm việc với cái hàng tồn kho như vậy và nó vẫn bán được. Nó bán giá rẻ mà người ta vẫn gì ạ? Vẫn chấp nhận. Quan trọng là người tiêu dùng sao ạ? Họ thấy rẻ họ vẫn chấp nhận. Thêm cái điều nữa đấy là gì ạ? Lợi nhuận trên mỗi sản phẩm là thấp nhưng mà gì ạ? Khối lượng cực kỳ lớn. Biên lợi nhuận trên mỗi sản phẩm là nhỏ nhưng mà khối lượng đơn hàng của Temu tới các nhà cung cấp vẫn kiếm được lợi nhuận, bởi vì sao ạ? Bởi vì khối lượng nhiều. Mỗi một sản phẩm ăn lại ít đi nhưng mà nhiều sản phẩm thì vẫn là một cái lượng số lượng tiền lớn. Đấy. Tuy nhiên thì để duy trì lợi nhuận thì các nhà cung cấp có thể sẽ phải cắt giảm chi phí liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc vật liệu dẫn đến sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Đây chính là cái vấn đề lớn nhất của Temu. Và anh chị em cứ thử đặt hàng đi rồi anh chị em sẽ hiểu. Một cái hàng nó ghi là gì ạ? 100% cotton nhưng sờ vào thì giống như là hàng như là polymer, tức là giống như là hạt nhựa chứ không phải hạt cotton. Thì nó ghi là như vậy nhưng mà thực tế nó đưa vào bao nhiêu phần trăm cotton mình không biết. Hình dáng thì nhìn trông cũng xem trông cũng giống giống với cái ảnh mô tả nhưng mà cái chất liệu nó chỉ cái tỷ lệ pha 30% cotton và 70% polymer polyester thì mình không thể biết được, đúng không ạ? Thì đây là chính là vấn đề của Temu. Được chưa ạ? Có bao nhiêu phần trăm shop cá nhân đang bán hàng trên Temu thì theo như là thống kê thì hiện nay chỉ có 7% các cái bán hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ. Tức là 93% là gì ạ? Là các nhà máy và các cái xưởng sản xuất lớn. Được chưa ạ? Ở Mỹ thì có bao nhiêu gian hàng đến từ Mỹ? Rất ít gian hàng đến từ Mỹ có thể bán hàng trên Temu. Ở thị trường Việt Nam thì càng ít rồi. Đúng không ạ? Temu không có kho hàng ở Mỹ. Temu có đóng thuế không? Có bị đóng thuế không? Một phần chiến lược của Temu giúp giá giảm đấy là tận dụng ưu đãi thuế. Ở Mỹ nó có một cái chính sách đó là những cái gói hàng dưới 800 đô đấy, thì sẽ được miễn thuế. Cho nên là tất cả các sản phẩm của Temu chẳng tội gì mà đưa cả container sang Mỹ cả. Họ cứ bán một cái gói hàng nhỏ đến một địa chỉ ông A, một cái hàng nhỏ khác đến địa chỉ ông B và họ không phải chịu bất kỳ một khoản thuế nào. Ở Việt Nam thì hàng hóa dưới 1 triệu đồng sẽ không phải đóng thuế VAT, không phải đóng thuế giá trị gia tăng và thậm chí làm sao ạ? Thậm chí là được thông quan một cách rất là nhanh chóng. Những cái sản phẩm giá rẻ người ta chẳng hơi đâu, người ta đi kiểm tra làm gì, các cái cán bộ hải quan họ cũng rất là mất thời gian, họ cũng rất là bận, không đi thời gian đâu mà đi kiểm tra từng gói hàng nhỏ. Đấy, họ chỉ kiểm tra những cái gói hàng lớn, những cái container, những cái hàng lớn thôi. Cho nên là đấy là lý do mà cái việc mà thông quan nó sẽ dễ hơn và họ không mất phí, không mất thuế, không mất thuế VAT, không mất thuế giá trị gia tăng. Cho nên là ví dụ chúng ta mua là 30.000, 100.000 thì chúng ta chỉ đóng từng đấy thôi. Chứ còn bình thường nhé, Huy đã từng mua sản phẩm ở trên Amazon, về Việt Nam, mới đóng thêm một mớ thuế nữa. Đóng thuế VAT, đóng thuế giá trị gia tăng, rồi đóng thuế cái gì nhập khẩu nữa. Yeah. Temu đã đăng ký kinh doanh ở Việt Nam chưa? Xin thưa anh chị em là chưa.
Đến thời điểm ngày hôm nay là 25 tháng 10 thì Temu chưa có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Như vậy là gì ạ? Là Temu đang bán hàng gì ạ? Bán hàng chui. Tức là gì ạ? Nó không có văn phòng, không có công ty ở Việt Nam, nó vẫn ở bên Trung Quốc. Nó vẫn ở Trung Quốc, nó vẫn ở Mỹ mà. Công ty nó thành lập ở Mỹ. Công ty Temu thành lập ở Mỹ. Công ty mẹ là Pinduoduo nó ở Trung Quốc. Nhưng công ty của nó ở Mỹ. Nó không có văn phòng ở Việt Nam, không có đăng ký kinh doanh ở Việt Nam. Nhưng mà dạ, nhưng mà đã bán hàng rất khủng ở Việt Nam rồi. Đấy, mấy hôm vừa rồi nó mở ra cái chương trình affiliate thôi. Chứ còn trước đấy nó đã bán hàng Việt Nam rồi. Ok không ạ? Và ngày 24 tháng 10 thì Temu đã khẩn cấp nộp đơn kinh doanh, đã đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Đấy, và xin giấy phép. Tuy nhiên thì hiện nay các cơ quan ban ngành liên quan đã đang đưa Temu vào tầm ngắm và theo dõi rất là sát sao. À, cũng như là các cái quốc gia trên thế giới thì hiện nay họ đang rất là dè chừng với Temu. À, tại sao lại dè chừng với Temu ạ? Bởi vì Temu đang làm lũng đoạn thị trường, phá giá thị trường. Ví dụ như là Indonesia thì họ đang cấm Temu rồi. Indonesia họ cấm Temu để gì ạ? Họ để bảo vệ những cái doanh nghiệp nhỏ ở trong nước. Đấy. Bởi vì Temu vào Việt Nam thì các doanh nghiệp nhỏ, các người bán hàng nhỏ lẻ chết hết. Những cái người mà đang nhập hàng Trung Quốc về bán trên Shopee, trên Tiki, trên TikTok Shop sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn anh chị em. Bây giờ người ta mua hàng xỉ, mua hàng lẻ với giá xỉ rẻ hơn rất nhiều so với việc mà anh nhập hàng về Việt Nam xong rồi anh bán anh lấy lãi. Anh phải có rất nhiều chi phí khác nữa. Đúng không ạ? Cho nên những cái người mà bán hàng nhỏ lẻ Việt Nam là cực kỳ nguy hiểm luôn. Ok, đến cái phần 2, đấy là dành cho người giới thiệu. Thì chương trình tiếp thị liên kệ affiliate của Temu ở Việt Nam nó như nào? À, ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Temu thì cho phép kiếm 10 đến 30% hoa hồng dựa trên giá trị đơn hàng. Đấy. Ở chỗ này này, đó là chúng ta chỉ kiếm được hoa hồng ở trên 10 đơn hàng đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ khi người đó được giới thiệu đăng ký tài khoản. À, ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Là chúng ta đang bán lúa non. Và Temu nó lợi dụng những cái người mà chia sẻ. Tại sao ạ? Tại sao lợi dụng ạ? Bởi vì nó chỉ trả cho chúng ta 10 đơn hàng đầu tiên trong vòng 30 ngày. Thực tế trong vòng 30 ngày chúng ta mua được bao nhiêu đơn hàng? À, những người mới chưa chắc họ đã mua đơn hàng, hoặc họ mua đơn hàng thì đa số họ mua những cái đơn hàng nhỏ thôi. Đa số mua đơn hàng nhỏ. Và đa số mua đơn hàng nhỏ thì chúng ta chỉ nhận được 10%. Ví dụ họ mua 100.000 đấy thì chúng ta có thể nhận đâu đó được 10%, tức là 10.000. Đúng không ạ? Đấy. Thì ví dụ như là Shopee chẳng hạn thì chúng ta cũng phải mất một thời gian chúng ta làm quen với nó thì chúng ta mới bắt đầu đặt hàng, và chúng ta đặt hàng theo cái nhu cầu đúng không ạ? Đấy. Ngoài ra thì người tiêu dùng có một cái chiến lược mua hàng riêng thì chút nữa Huy sẽ chia sẻ với anh chị em. Như vậy là gì ạ? Ở đây là nó đang có một cái mẹo. Nếu như mà Temu đưa cho chúng ta một cái khoản hoa hồng là 10 30% trong một thời gian dài, ví dụ như là 2 năm hoặc là trọn đời, thì đây thực sự là một kênh để giúp chúng ta kiếm tiền và tạo ra nguồn thu nhập thụ động cực kỳ tốt. Nhưng xin thưa với anh chị em là chỉ có 30 ngày trong và 10 đơn hàng đầu tiên thôi thì thực sự nó không đáng bao nhiêu, không được bao nhiêu hết, đúng không ạ? Rồi, cái tiếp theo nữa là người dùng mới mời ứng dụng, tức là mình tải app. Đấy, tải app hoa hồng đây 10% thì dưới 1 triệu 250 thì được 10%, từ 1 triệu 250 cho đến 2 triệu rưỡi được 20%, trên 2 triệu rưỡi thì được 30%. Được chưa ạ? Rồi, mình có thể nhận được 150.000 tiền thưởng cho mỗi người dùng tải ứng dụng mới. Và tiền thưởng chỉ có thể rút khi người này hoàn thành lần mua hàng đầu tiên. Đấy, lần mua hàng đầu tiên thì nó cũng không có giới hạn là bao tiền, nhưng mà phải mua hàng thì chúng ta mới nhận thưởng. Nếu đơn hàng bị hủy và trả lại thì hoa hồng sẽ bị thu hồi, tất nhiên rồi. Và chúng ta có thể nhận được thêm một cái phần nữa. Chúng ta sẽ thấy là ở đây là chúng ta sẽ có hai cái chương trình nhá. Một đấy là chương trình là gì ạ?
chương trình giới thiệu cho người tiêu dùng thì chúng ta sẽ được 10 đến 30% cái hoa hồng gọi là tiêu dùng. Cái thứ hai đấy là chúng ta giới thiệu ra những cái người mà affiliate, tức là cái người mà sẽ tiếp tục chia sẻ. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ có hai lời mời. Đấy. Ví dụ ở đây nha, chúng ta nhấn vào chia sẻ này thì chúng ta sẽ có hai lời mời. Đây là lời mời đầu tiên đấy, là temu.to gạch k và có một cái dãy số này. Đây là cái đường link để những người mua hàng họ vào họ tiếp tục mua hàng thì chúng ta được hoa hồng. Cái lời mời thứ hai đấy là lời mời mời những người tham gia làm tiếp thị liên kết. Được chưa ạ? Thì chúng ta đăng ký vào đây. Hai cái đường link này là khác nhau, hai cái mã này khác nhau. Anh chị em thấy không ạ? Hai mã khác nhau. Đấy. Và nếu mà chúng ta nhấn vào cái mã thứ nhất, đấy, chúng ta mua hàng thì cái người giới thiệu cho chúng ta sẽ được cái phần thưởng. Nhưng nếu mà chúng ta giới thiệu cho người khác thì cái người giới thiệu chúng ta sẽ không được cái quyền lợi. Được chưa? Nếu như mà chúng ta nhấn vào cái đường link này, chúng ta đăng ký và khi đó chúng ta gì ạ? Giới thiệu người tiếp theo thì cái người giới thiệu cho chúng ta sẽ nhận được một cái phần thưởng. Đấy. Rồi. Chúng ta sẽ nhận được chúng ta sẽ nhận được 80.000 khi mà có một người đăng ký mới. Nó khác với thằng này nha. Chúng ta sẽ nhận được 150.000 khi có một người đăng ký mới. Được chưa? Còn với cái thằng này, chúng ta sẽ nhận được 80.000 mỗi khi có một người đăng ký mới. Được chưa? Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể nhận được tới 500.000. Đấy. Chúng ta có thể nhận được 500.000. Đó. Khi mà họ hoàn thành các đơn hàng và họ tiếp tục mời những cái người khác hoặc là họ có thể chia sẻ trên các cái mạng xã hội. Ở đây tức là sao ạ? Tức là nếu mà cái người mà họ mà chúng ta mời ra, được chưa ạ? Họ sẽ đăng ký những cái người mà làm tiếp thị liên kết, họ sẽ đăng ký cái kênh TikTok, kênh YouTube, kênh Facebook của họ ở trên nền tảng Temu. Và nếu như mà những cái kênh của những cái người mà chúng ta giới thiệu ra ấy, nó đạt một cái tiêu chí nhất định. Ví dụ ở đây là YouTube có trên 50.000 người đăng ký và gì ạ? Có trên 100 lượt xem video. Đấy, trên 100 lượt xem video. Đấy, thì chúng ta sẽ nhận được 500.000 từ họ. Được chưa ạ? Đấy. Rồi. Đấy, cái lượt xem này, lượt xem thì nó có cái quy định lượt xem là trung bình của 10 nội dung cuối cùng trong 3 tháng cuối cùng, 3 tháng gần nhất đấy, được chưa ạ? Đại khái là 10 video cuối trong 3 tháng gần nhất của chúng ta có trên 100 lượt xem, thế là được rồi, ok không ạ? Nha, rất đơn giản đó, rất là dễ. Đó. Thì tất nhiên là chúng ta phải đăng ký cái kênh vào trong cái thằng này. Đó. Rồi, chúng ta nhận thêm 20% hoa hồng thứ cấp. Hoa hồng thứ cấp là gì ạ? À, đại khái là Huy giới thiệu ra bạn Phương. Bạn Phương chia sẻ cho mọi người và kiếm được một cái khoản tiền nhất định từ cái việc mà cái khách hàng đó họ mua hàng. Ví dụ như là khách hàng mua hàng một cái gói hàng 100.000, bạn Phương kiếm được 10.000 thì Huy sẽ kiếm được 2.000. 20% của 10.000. Ok không ạ? Tức là 20% của bạn Phương là hoa hồng thứ cấp đấy, được chưa ạ? Đấy. Thì khi đó thì chúng ta sẽ kiếm được một số tiền nho nhỏ. Đấy. Tuy nhiên thì nó cũng không đơn giản anh chị em ạ, không đơn giản bởi vì sao? Nó phụ thuộc rất nhiều những cái quy định rồi số bài đăng, số bài viết, rồi các cái đơn hàng, điều kiện các cái đơn hàng ABC. Đấy, và số tiền của nó thì rất là nhỏ. Để mà chúng ta kiếm được khoảng chục triệu một tháng thì con số rất khó, cực kỳ khó anh em ạ, không hề dễ tí nào. Còn những cái tiền mà đang chờ ấy,
những cái tiền đang chờ thực tế là nó chỉ đang là gì ạ, nó đang ở trạng thái là chờ thôi. Nó gọi là tiền 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 mạng thôi, tiền trên mạng thôi anh chị em nhé, không phải là cái tiền thật đâu. Đấy. Và hiện nay thì chúng ta chưa rút được tiền về, ở Việt Nam chúng ta chưa rút được tiền về nhá. Rồi. Đây này. Chúng ta chỉ nhận được nhận tiền của affiliate này trong vòng 60 ngày đầu tiên thôi. Anh chị em nhé. Trong vòng 60 ngày đầu tiên thôi. Tức là nó cũng không bền đâu. Bạn phải liên tục tìm ra những người làm affiliate mới, kể cả là giới thiệu cho những cái người mới họ mua hàng thì cũng chỉ có 30 ngày và 10 đơn hàng đầu tiên thôi. Còn giới thiệu cho những người affiliate họ kiếm được bao nhiêu tiền trong vòng 60 ngày, tức là 2 tháng thì mình mới được 20% thôi. Còn họ kiếm được nhiều hơn sau sau 2 tháng, từ tháng thứ 3 trở đi họ kiếm được bao nhiêu mình cũng không được. Mình phải liên tục giới thiệu, liên tục giới thiệu, liên tục giới thiệu anh chị em nhá. Đấy thì đấy là một cái nó giới hạn về mặt thời gian anh chị em ạ. Sau này khách hàng là gì ạ? Sau này người ta mới mua hàng nhiều chứ. Lúc mới đầu người ta mua hàng bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Sau này người ta mới mua hàng nhiều thì sau này thì mình lại không được hưởng. Sau này thì Temu lại gì ạ? Hưởng hết. Đấy. Cho nên là có vẻ như là Temu đang trả một số lượng tiền rất lớn, nhưng mà thực tế là sao ạ? Hiện nay là Temu chưa trả một đồng nào cho người tiêu dùng cũng như là người làm affiliate ở Việt Nam hết, chưa có một đồng nào hết. Nếu như chúng ta sử dụng cái tiền đó để mua hàng thì được. Đấy. Hiện nay thì chỉ có một một cái cách duy nhất, đó là dùng cái tiền mà chúng ta kiếm được đó. Đấy, chúng ta gì ạ? À, đưa vào cái tín dụng Temu và gì ạ? Mua hàng thì được nha. Cái này được nha. Được chưa ạ? À, và trên thế giới thì có rút tiền được không? Xin thưa với anh chị em là trên thế giới thì chúng ta có thể rút tiền được về PayPal nha. Trên thế giới thì rút tiền được về PayPal, còn Việt Nam thì chưa rút tiền được về PayPal. Chưa có cái nút rút tiền về vàng. Hiện nay khi chúng ta nhấn vào cái nút rút tiền, nó chỉ ra một cái lựa chọn duy nhất, đấy là lựa chọn đưa vào ví tín dụng Temu. Mà ví tín dụng Temu khi chúng ta đưa vào đấy rồi, chúng ta không rút ngược lại được, chúng ta không thể là rút trở về để mà rút tiền mặt được. Đưa về ví tín dụng là chỉ dùng để mua hàng thôi, được chưa? Ở đây thì chúng ta có hướng dẫn mua hàng đấy ạ, hướng dẫn mua hàng thì trong ấy thì có cái hướng dẫn mua hàng đấy, thì ở đây thì mình cũng gửi cái đường link này cho anh chị em ở trên Zoom nhé. Anh chị em nào mà chưa đăng ký thì nhấn vào cái nút bên dưới này đấy, đăng ký làm affiliate đấy, đúng không ạ? Đấy, mình kể cả đăng ký một tài khoản rồi mình đăng ký thêm cái tài khoản nữa không sao hết anh chị em nhé, gọi là thử nghiệm rồi trải nghiệm thêm xem như nào. Huy thì thực ra cũng không mặn mà lắm trong cái việc mà kiếm tiền từ Temu đâu, bởi vì thực tế là không hề đơn giản một chút nào. Càng nghiên cứu càng phân tích để kiếm tiền, mấy ông ở trên mạng cứ khoe là ui kiếm được mấy chục triệu một ngày, không có chuyện đấy đâu anh chị em ạ. Nó toàn là tiền, gọi là tiền mõm thôi, tiền là tiền màn hình thôi anh chị em ạ. Đó, tiền kiếm được với Temu không dễ đâu, không hề dễ một tí nào nhé. Trên thế giới có nhiều người họ có những cái kênh rất là lớn và họ vẫn kiếm được tiền từ Temu, nhưng mà thực tế là họ không kiếm được nhiều, cho nên là họ cũng không không đẩy mạnh cái thằng này đâu. Đó, nhưng mà các cái thị trường mới họ chưa hiểu là các con rồi nhảy vào quảng cáo chia sẻ bút xua, đấy là lý do tại sao rất nhiều KOL họ hôm trước họ nói họ kiếm được 100 triệu với Temu, hôm sau họ xóa app, họ khuyên mọi người là không nên chia sẻ nữa. Đấy, thế mới lạ. Anh chị em lên trên mạng anh chị em nhìn sẽ thấy rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta có nên chia sẻ không ạ? Có, bởi vì sao ạ? Nó rẻ, nó tốt, nó có cái gì đó hay thì làm sao ạ? Cứ chia sẻ. À, nếu mà người tiêu dùng chúng ta nên mua hàng không ạ? À, chút nữa chúng ta sẽ nói về mặt người người tiêu dùng nhé. Đấy. Rồi. À, câu hỏi có nên làm tiếp thị với Temu lâu dài không? Thì câu trả lời là có, ở trong ngắn hạn chúng ta cứ chia sẻ đi. Được chưa ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là một cái trải nghiệm làm affiliate của chúng ta. Chúng ta muốn kiếm tiền bằng affiliate thì nó là một cái thằng rất hot. Why not?
Tại sao chúng ta không chia sẻ? Tại sao chúng ta không gì ạ? Không trải nghiệm nó đi. Kiếm được cũng tốt mà. Dùng cái tiền đấy để mua hàng cũng tốt mà. Đúng không ạ? Đấy, dùng cái tiền đấy chúng ta mua hàng, chúng ta có thể là mua những đơn hàng không đồng luôn. Tại sao? Tại sao mà chúng ta không chia sẻ? Nhưng mà về lâu dài kiếm được vài ngàn đô một một tháng thì không có đâu. Cho nên là gì ạ? Yes trong ngắn hạn và no trong dài hạn. Được chưa ạ? Đấy, rồi. Một số cái này thì Huy đã phân tích rồi. Đối tác vận chuyển, đảm bảo giao hàng, ABC, những cái chính sách mà Huy tóm tắt lại từ những cái chính sách của Temu thì Huy có tóm tắt lại một chút. Mua hàng có an toàn không? Cũng hên xui. Thế thì với là người tiêu dùng đấy nha, Temu với người tiêu dùng nha. Đây là chính sách với người người mua hàng nha, chính sách với người mua hàng này. Đây là chính sách với người mua hàng này. Đấy. Thì với người mua hàng thì có nên mua hay không? Thì câu trả lời là có. Cứ trải nghiệm đi, giá rẻ mà. Thực tế không phải tất cả sản phẩm Temu đều rẻ hơn Shopee và cũng không phải sản phẩm nào của Temu thì cũng kém chất lượng. Có những sản phẩm rất tốt, có những sản phẩm rất đúng như mô tả, có những sản phẩm chất lượng cũng rất ổn so với cả tầm giá. Vì vậy là gì ạ? Why not? Tại sao không mua hàng? Tại sao không trải nghiệm? Và có một cái mẹo cực kỳ hay này, anh chị em chú ý tập trung cái chỗ này. Đó là gì ạ? Temu thường xuyên có những cái chương trình ưu đãi chớp nhoáng này, ưu đãi có thời hạn này, nó cực kỳ rẻ luôn anh chị em ạ. Có những cái sản phẩm cực kỳ rẻ và ưu đãi cực kỳ lớn, có những ưu đãi lên đến 90%. Được chưa? Gọi là ưu đãi chớp nhoáng này. Tất cả mặt hàng ở dưới hai ưu đãi độc quyền dưới 30.000. Được chưa? Thế thì Temu phải đưa ra những cái sản phẩm ưu đãi giá rẻ để làm gì ạ? Để thu hút khách hàng. Và đây là những cái sản phẩm có thể là họ phải gì ạ? Họ phải bán dưới giá sản xuất, tức là họ bán để hút khách hàng. Đấy là một cái chương trình marketing. Bản chất là Temu hiện nay đang kiếm được 20 tỷ đô, nhưng mà theo các cái chuyên gia hàng đầu ấy, thì Temu hiện nay vẫn đang lỗ khoảng 3 tỷ đô mỗi năm. Temu lỗ 3 tỷ đô. Vì sao ạ? Vì họ phải bán lỗ sản phẩm để hút khách hàng. Họ phải tặng tiền cho khách hàng để mà gì ạ? Hút khách hàng. Có đúng không ạ? Vì vậy, nếu là người tiêu dùng thông minh thì chúng ta hãy săn sale. Được chưa ạ? Ở đây mình có chia sẻ đó là gì ạ? Nên chọn sản phẩm có chương trình khuyến mãi khủng vì đó là sản phẩm Temu dùng làm mồi, họ sẵn sàng chấp nhận lỗ với các đơn hàng này. Vì vậy người tiêu dùng thông minh thì chịu khó tìm kiếm săn các cái sản phẩm, nó gọi là săn sale đấy, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ mua được sản phẩm cực kỳ rẻ với chất lượng hợp lý. Ok không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta sẽ mất thời gian để mà săn sale. Đấy. Cái thứ hai đó là chúng ta có thể mua những sản phẩm đôi khi chúng ta không có nhu cầu sử dụng chỉ vì đơn giản nó rẻ, có những sản phẩm nó có khoảng 1.000 2.000 gì đấy mình cứ đặt về mua về xong cùng mình chẳng dùng, kiểu kiểu vậy. Hoặc những cái sản phẩm mà 10.000 20.000 mình thấy nó rẻ quá thì mình cứ mua rồi vô cùng chả cần dùng, chẳng biết có dùng hay không, nhưng mà sao ạ, cứ mua rồi đã. Nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là sao ạ, mua mà không dùng đấy, mua mà chẳng có nhu cầu dùng. Thế thì với người tiêu dùng thì đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta sắm sửa những cái sản phẩm giá rẻ, chất lượng hợp lý. Huy không nói là chất lượng kém hay là chất lượng tốt, không có chuyện là chất lượng tốt đâu. Hàng rẻ thì chất lượng không là tốt được nhá. Đấy, tiền nào của nấy, chất lượng nó gọi là hợp với túi tiền, hợp với giá tiền thôi. Chứ còn nói chất lượng tốt thì không có. Nhưng sẽ có những sản phẩm chúng ta săn được với giá rất ưu đãi, rẻ hơn so với những sản phẩm chúng ta mua ở trên Shopee hoặc trên các cái shop bán hàng khác. Cái điều này có không ạ? Có nha.
Đấy, bởi vì bản chất những cái sản phẩm này vẫn đang bán ở Shopee mà. Những sản phẩm này đang bán ở trên TikTok Shop mà, đang bán ở trên Tiki, trên Lazada mà. Có đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể săn được sản phẩm tốt hơn. Nhưng mà kinh nghiệm là như này, mỗi khi mà chúng ta mua một sản phẩm nào trên Temu, làm một cái việc này, đó là gì ạ? Chúng ta hãy lên Shopee check một phát, lên TikTok Shop check phát, lên Lazada check một phát, được không ạ? Bởi vì hiện nay 72%, hơn 72% hàng hóa ở Việt Nam đang bán qua Shopee. Tức là so với các cái sàn thương mại điện tử khác, TikTok Shop đang chiếm khoảng 17%. Được nhỉ? Sau đó đến Lazada đâu đó khoảng 9 đến 10%. Sau đó mới đến Tiki và các cái thằng khác. Như vậy là Shopee đang lưu thông lượng hàng hóa 72% ở thị trường Việt Nam. Thế thì chúng ta check đầu tiên là check Shopee, check thứ hai là TikTok Shop, thứ ba là Lazada, là chúng ta đã check đâu đó khoảng trên 90% rồi. 90 mấy phần trăm. Được chưa ạ? Đó. Rồi. Đây. Chúng ta thấy này. Đấy. Shopee vẫn đang đốt tiền. Đấy. Mặc dù là Shopee là công ty duy nhất đang có lãi, bắt đầu có lãi sau 17 năm. Sau 17 năm đốt tiền thì cuối cùng là Shopee đã bắt đầu có lãi từ năm 2022. Như vậy là chúng ta thấy là gì ạ? Là thương mại điện tử là một kênh đốt tiền rất là lớn. Và Temu cũng phải đốt tiền để hút khách hàng, đốt tiền để giành giật thị trường. Cho nên người tiêu dùng có lợi. Đấy ạ? Với người bán hàng thì sao ạ? Tôi có thể bán hàng trên Temu được không? Xin thưa với anh chị em là rất khó. Đấy ạ? Ở đây thì có một cái phân tích khá là chuyên sâu. Và khá là thú vị thì anh chị em có thể tham khảo. Và tôi có nên lo lắng về Temu không? Nếu bạn là những người bán hàng nhỏ lẻ nhập hàng rẻ, giá rẻ từ Trung Quốc về Việt Nam để mà bán trên các sàn thương mại điện tử giống như là Shopee, TikTok Shop và Lazada, Tiki, thì thực sự bạn nên lo lắng dần nhưng mà vừa. Bởi vì những sản phẩm mà bạn mua được, bạn không thể nào nhập hàng triệu cái để được giá rẻ được. Được chưa? Ở đây người ta sẽ nhập hàng triệu cái. Ví dụ như là giá bán ở trên thị trường là 100 ngàn, bạn có thể nhập về với giá là 20 ngàn. Nhưng Temu chỉ nhập về với giá 5 ngàn thôi. Bạn không thể cạnh tranh được với Temu. Đấy, bạn phải bán giá là 100 ngàn hoặc là 60 ngàn gì đó bạn mới có lãi. Nhưng Temu chỉ bán với giá 21 ngàn thôi. Bạn đỡ làm sao được với họ. Có đúng không ạ? Đấy, đấy là cái vấn đề của các cái doanh nghiệp nhỏ cũng như là những người bán hàng nhỏ này ở Việt Nam. Ok, đấy là một vài cái tóm tắt của cái cuốn sách mà Huy vừa mới làm. Thực ra nó là một cái cuốn ebook nho nhỏ để phân tích về Temu cũng như là cái mô hình kinh doanh. Và những cái câu hỏi ở trong cái cuốn sách đấy thì đặt ra những câu hỏi và chúng ta đi tìm cái câu trả lời. Và sau khi mà chúng ta trả lời xong thì chúng ta biết được là Temu là gì, đúng không ạ? Chúng ta biết về công ty Temu là gì, chúng ta biết được nó ở đâu, nó doanh số như nào, liệu uy tín hay không, an toàn hay không, sản phẩm nó có tốt hay không, chất lượng hay không, có nên mua hay không. Và chúng ta đặt ra câu hỏi có nên làm affiliate với nó hay không. Ngắn hạn thì sao ạ? Ngắn hạn thì yes, có. Dài hạn thì sao ạ? No, đúng không ạ? Rồi có nên mua hàng không? Yes, tại sao không? Giá rẻ mà, chất lượng phải chăng, hợp lý mà, tại sao không mua? Chúng ta có thêm một cái kênh nữa để chúng ta check. Ví dụ bình thường là Huy thường là khi mà cần mua sản phẩm gì đó Huy lên Shopee, nhưng bây giờ chúng ta có thêm một lựa chọn nữa, đó là chúng ta mua ở gì ạ? Mua ở Temu. Shopee thì sao ạ? Là những người bán hàng nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó là bán lên Shopee. Bây giờ tôi mua trực tiếp từ nhà máy ở Trung Quốc, khả năng sẽ rẻ hơn, đúng không ạ? Khả năng sẽ rẻ hơn. Còn chất lượng thì cũng phải hên xui, phải mua về mới biết. Đó. Như vậy là với người mua hàng là chúng ta được lợi bởi vì chúng ta có thêm lựa chọn. Với người bán hàng chúng ta không có lợi bởi vì chúng ta bị
cạnh tranh bởi chính các cái nhà máy, cái nhà sản xuất trực tiếp từ Trung Quốc, những cái tổng kho trực tiếp từ Trung Quốc, được chưa? Đấy, họ bán lẻ bằng cái giá xưởng xưởng bằng cái giá sản xuất của họ, cho nên nếu bạn là người bán hàng bạn sẽ bị thiệt hại. Còn nếu chúng ta là làm người giới thiệu affiliate, why not, tại sao chúng ta không làm, tại sao chúng ta không chia sẻ, mất gì đâu đúng không ạ? Chúng ta chia sẻ chúng ta được tiền, rút được thì tốt mà, các công ty các cái quốc gia khác họ vẫn rút tiền được mà, nhưng mà rút tiền về PayPal, được chưa? Đấy, thì ở Việt Nam đó, chúng ta mua hàng thì chúng ta cần phải trả tiền trước và trả qua các cái thẻ Visa, Master, thì cái này cũng là một cái hạn chế, bởi vì Việt Nam không phải ai cũng có thẻ Visa cũng thẻ Master đúng không ạ? Đó, nó sẽ là một cái hạn chế chút chút đó, nhưng mà chúng ta hãy vượt qua nó, hãy trải nghiệm đi, hãy thử mua hàng đi, đâu mất gì đâu, có giá rẻ mà đúng không ạ? Đấy, thì người tiêu dùng là có lợi đó. Rồi thì nếu anh chị em mà quan tâm đến cái việc mà gọi là affiliate, mà kiếm tiền bằng affiliate đấy, thì thực tế là có rất nhiều kênh, ừ, và bản chất là Huy cũng có một cái kênh để giúp anh chị em kiếm tiền bằng affiliate rất là tốt luôn. À, có thể kiếm được vài ngàn đô một ngày, vài ngàn đô một ngày anh chị em ạ. Thì nếu như mà nói về về kiếm tiền về affiliate thì Temu không phải là một cái kênh tốt, ừ, nhưng mà từ Temu thì chúng ta lại có cơ hội để chúng ta xây dựng cho mình một cái dạng cộng đồng. Từ Temu chúng ta có thể xây dựng cho mình một cái team, một cái nhóm đó, để mà chúng ta lại gì ạ, mở rộng những cái đối tượng khách hàng, những cái data của mình. Ok không ạ? Ví dụ như là Huy đang hỗ trợ cho cô Trần Phương về cái lớp về giọng nói. Nếu như mà anh chị em nào đó quan tâm về affiliate và quan tâm về cái việc mà làm sao để rèn luyện một cái giọng nói hay, khỏe và nói một cái giọng bụng tròn vành rõ chữ, nói lâu nói dài mà không bị mệt, không bị đau cổ họng, thì hãy đến gặp cô Trần Phương, ví dụ thế. Hoặc Huy là có những cái chương trình đào tạo về đầu tư, về kinh doanh, về cách để tìm kiếm các cái dự án đầu tư như nào cho nó đúng. Đấy, hoặc là anh chị em muốn tìm kiếm những cái kênh đầu tư hoặc là những cái kênh mà affiliate, anh chị em có thể liên hệ với Huy. Huy sẽ chia sẻ anh chị em những kiến thức và hỗ trợ cho anh chị em trong cái quá trình anh chị em làm. Đấy, bởi vì khi mà Huy có một cái team, có một cái nhóm nhỏ, anh chị em chơi với nhau, anh chị em làm việc với nhau, anh chị em hỗ trợ nhau trong cái việc mà kiếm tiền online, có thể là rất mỗi người một công việc khác nhau nhưng mà có chung một cái sở thích, đấy là affiliate, tiếp thị liên kết đó, và chúng ta sẽ tìm kiếm những cơ hội, tìm kiếm những cái dự án đầu tư đấy, và khi đó thì chúng ta có thể là sẽ hỗ trợ nhau. Khi mà mình tìm ra được một dự án này thì Huy sẽ là cái người mà chuyên gia để phân tích cái dự án đấy, liệu nó có tốt hay không, nó có an toàn để đầu tư hay không, nó có bền vững, nó có lâu dài để chúng ta có thể phát triển, để có thể mà chúng ta chia sẻ hay không. Đấy, và khi đó sau khi mà Huy phân tích xong thì anh em yên tâm là đi chia sẻ, anh em yên tâm mà đi gọi là làm affiliate. Ok không ạ? Đấy, thì bao nhiêu anh chị em quan tâm đến cái lĩnh vực mà kiếm tiền bằng tiếp thị liên kết affiliate cũng như là kiếm tiền online thì comment là số 2 giúp gì đúng không ạ? Comment số 2 nữa giúp gì đúng không ạ? Nếu anh chị em quan tâm đến cái lĩnh vực đấy. Đấy, thì vừa rồi Huy chia sẻ về Temu thì anh chị em cảm thấy thế nào ạ? Anh chị em có cái cảm nhận như nào hoặc cái ý kiến gì đấy anh chị em có thể comment xuống hoặc là mở mic lên để thể giao lưu, có thể trao đổi một chút được không ạ? Anh Công Phùng, em xin mời anh chia sẻ một chút về cái phần chia sẻ vừa rồi của em. Anh bật mic nữa. Anh tự bật mic được. Rồi, anh nghĩ sao Hello. ạ? Vâng. Hello. Xin chào thầy Quang Huy. Xin chào Phùng Du. Thực sự mình cũng lâu ghê này mới lại tiếp tục vào
Zoom nghe hôm nay được buổi thầy Huy này trao đổi về cái vấn đề của về cái mưu thì thực sự ra nó chưa vào chưa chưa tìm hiểu. Hôm nay thì cũng vào nghe thầy chia sẻ nên là cũng rất là thấy rất là tốt. Mà về mình mua bán hàng hoặc là sử dụng hoặc là mua bán trên cái đó vâng, thế thì cũng là thấy là thầy chia sẻ rất là hay tốt đấy. Cũng vào Zoom của thầy mấy lần rồi cũng À. nghe về về bên bên Legut, nhưng mà Legut dạo này lâu ghê chứ không thấy chia sẻ đấy. À, dạ Đấy. vâng. Và thế cũng Và xin anh nhận xét hôm nay, buổi hôm về nay như nào? Anh nhận xét về buổi hôm nay như nào? bữa nay là nghe thầy chia sẻ về cái gì như thế thì cũng rất là tâm đắc, rất thấy là có ích. Đấy. Dạ vâng, ok, cảm ơn anh. Đó thì Lightwood cũng là một cái kênh để chúng ta làm affiliate đúng không anh? À, để chúng ta Đúng có rồi. tiếp thị liên kết và chúng ta có thể kiếm tiền online. Đó. Thì ở đây là chúng ta bản chất là tại sao ấy, từ cái thằng Temu này chúng ta cùng nhau chúng ta phát hiện ra một điều đấy là gì ạ? Là bản chất là anh chị em chúng ta đều rất là thích kiếm được cái tiền online. Có quan trọng là thằng nào thôi. Quan trọng là thằng nào thôi. Đấy. Ai là cái để mà mình có cảm hứng để mình chia sẻ. Và thêm một cái điều nữa là rất nhiều người chia sẻ ngay cả khi chưa hiểu nó là cái gì. Thì điều này chứng tỏ là gì ạ? Điều này chứng tỏ rằng là anh chị em chúng ta chỉ tập trung là vào tiền thôi. Tức là nhìn thấy tiền là chúng ta chia sẻ, cũng chả có tìm hiểu nó là cái gì luôn, chả biết là nó tốt hay là nó xấu, chính sách nó như thế nào, nhưng mà cứ xông vào chia sẻ đấy. Thế thì mới thấy rằng là anh em mình là rất là máu kiếm tiền luôn đấy. Và Huy có một cái kênh giúp anh em kiếm tiền rất là tốt đấy. Nếu mà anh chị em nào mà thực sự quan tâm nhá thì nhắn tin riêng với Huy, Huy sẽ chia sẻ với anh chị em đấy. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Và Vâng, ở đây có xin cảm bạn ơn. Vân Anh vừa mới tắt cam, có thể là bật cam lên có thể chia sẻ đôi điều về cái buổi ngày hôm nay không ạ? Có một vài người mà Huy thấy có cái sự tập trung một chút. Hôm nay là mình cũng không truyền thông nhiều, Huy tập trung quá nhiều vào cái việc mà nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, là không có tập trung vào việc mà truyền thông. Thành ra là cũng hôm nay là nhiều anh em không biết, nhiều anh em trong team của Huy không biết là hôm nay có Zoom luôn, vì là cái thời gian truyền thông nó quá ngắn. Ok, bạn Vân Anh có đấy không ạ? Bạn Lương Nhàn, bạn Vũ Cảnh Toàn, bạn Phượng hay bạn Khánh, nếu mà có thể thì các bạn có thể là bật mic lên chia sẻ đôi điều đúng không ạ? Nếu mà các bạn thấy cảm thấy hữu ích thì có thể là chia sẻ điều gì đó hoặc là comment điều gì đó xuống được không ạ? Ok nhé, thì dù sao đi nữa thì cũng rất là biết ơn tất cả anh chị em đã có mặt trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay để Huy được cho đi, Huy được chia sẻ cái sở thích của Huy, đó là được chia sẻ. Cho nên là anh chị em ngồi đây nghe Huy, đấy là gì ạ? Đấy là Huy rất rất là biết ơn rồi. Và đấy là cái điều gọi là Huy rất là trân trọng. Ít thì Huy cũng phục vụ giống như là nhiều, không phải là vì ít người mà mình chia sẻ nó kém năng lượng đi. Ít người thì mình chia sẻ rất năng lượng, nhiều người chia sẻ cũng càng năng lượng hơn đúng không ạ? Cho nên là rất là biết ơn tất cả anh chị em, hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để gặp nhau ở trong thời gian tới, ở trong tương lai, nếu như mà có một cái nhân duyên nào đó đúng không ạ? Ok nhé, nếu như anh chị em mà ngại chia sẻ, ngại bật cam, ngại comment, gọi là mình không cảm thấy thú vị, không cảm thấy happy lắm cũng không sao cả. Nếu mà anh chị em nhận được cái thông tin gì đó mà tốt thì đấy là điều tuyệt vời.
Còn nếu anh chị em không nhận được cái thông tin gì hữu ích thì cũng không sao cả. À, chúng ta ít nhất chúng ta có thêm một cái người bạn, có thêm một cái gọi là nhân duyên, ok không ạ? Rồi, và bây giờ thì cũng hết giờ rồi, thì vì xin phép nhiều mic lại cho MC cô giáo Trần Phương, một người chuyên gia đào tạo về giọng nói. Nếu anh chị em có ai có nhu cầu học về giọng nói, học về phát triển bản thân, học về tự tin nói trước đám đông thì xin mời liên hệ với cô Trần Phương. Ok. Xin cảm ơn thầy Quang Huy rất là nhiều. Buổi ngày hôm nay thực sự là rất là giá trị, bởi vì chỉ có một cái